Có lẽ trong mỗi trường học sẽ có một đôi bạn tốt giống như hai cô gái này. Nhìn từ bên ngoài họ đều trẻ trung xinh đẹp không kém gì nhau. Nhưng một người thì giàu có không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Người kia thì nghèo khó bần cùng, tính cách tự ti. Ba Gia và Ưng Cang là hai những người bạn tốt. Bọn họ quen nhau từ hồi đi học, tình bạn này kéo dài cho tới tận bây giờ. Chớp mắt 20 năm trôi qua, hai người cũng đã trưởng thành. Nhưng điều không thay đổi đó là Ưng Cang vẫn là người hầu của Ba Gia, thường phải chạy việc vặt cho cô ấy. Ba Gia sở hữu trong tay một công ty thời trang đá quý cao cấp. Vì sợ bị lộ chuyện thiết kế hay là do hàng gặp phải cướp giật gì đó, cô ấy hầu như không nhờ người lạ làm việc cho mình. Vậy nên mỗi lần giao hàng đều nhờ Ưng Cang giúp đỡ. Nhưng tiếc là Ưng Cang không phải một người mạnh mẽ cứng rắn. Có lần hộ tống trang sức đắt tiền, cô bị chó cưng của chủ nhân dọa giật mình. Vừa bước vào đã khiến trang sức rơi ra đất, lúc rời đi lại ngã thêm phát nữa, dẫn đến mấy viên ngọc trai mà nữ chủ nhân yêu cầu sửa lại bị rơi hết ra. Ba Gia nhanh chóng biết được chuyện này, nhưng cô ấy không hề trách móc Ưng Cang. Sau khi đưa cho cô tù lao liền bắt đầu sửa lại số chân châu mà Ưng Cang mang về. Nhưng phát hiện ra thiếu mất 3 viên, chuyện này có chút gian nan bởi vì số chân châu này không có hàng tồn. Ba Gia vừa ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng cô đâu nữa, còn tiền tù lao vẫn ở trên bàn. Thì ra Ưng Cang đã quay trở lại vị quý phu nhân kia, cầu xin người giúp việc cho mình vào để tìm nốt 3 viên ngọc trai. Ưng Cang chỉ có thể đút lót mới miễn cưỡng vào được bên trong. Màn đêm buông xuống, Ưng Cang vào nhà quý phu nhân kia, cẩn thận bò trên cỏ tìm kiếm. Không lâu sau đã tìm thấy 2 viên ngọc trai, viên còn lại thì ở gần con chó kia. Ưng Cang vô cùng sợ con chó đó, nhưng hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn răng ra lấy. May rằng con chó đã ngủ say như chết nên mới thành công lấy được viên ngọc mà không bị cú đớp yêu nào. Ngay sau khi có đủ số ngọc, cô liền chạy thẳng tới nhà của Ba Gia để giao hàng. Thấy việc đã được giải quyết xong, cô ấy mới yên tâm lấy tiền tù lao. Lúc rời đi, Ba Gia đã kêu chồng mình đưa cô về. Trên đường đi, Ji Won nhìn thấy vết thương trên chân của cô thì lập tức dừng xe lại, mua rượu và băng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi để xử lý cho cô. Cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng của chồng Ba Gia, Ưng Cang chợt xuất hiện cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Vì để cảm ơn anh, Ưng Cang đã mời anh tới cửa hàng tiện lợi ăn mì gói, còn cố ý mua cho anh mùi vị anh thích. Chồng Ba Gia cũng khá bất ngờ, không ngờ Ưng Cang lại biết sở thích của mình. Ưng Cang chỉ nói rằng 9 năm trước họ đã từng ăn tối cùng nhau. Đúng như dự đoán, các thành viên trong gia đình của Ưng Cang đều biết đến sự tồn tại của chồng Ba Gia. Mỗi lần nhắc đến anh ấy, mẹ Ưng Cang đều thở dài, nói rằng Ba Gia chính là kẻ thứ ba. Rõ ràng Ưng Cang và anh ấy quen biết trước. Anh trai Ưng Cang sau đó lập tức đánh bay ảo tưởng của mẹ cô, nói thẳng một bác sĩ được đào tạo ưu tú từ gia đình giàu có chắc chắn sẽ không lấy cô bé lọ lem như Ưng Cang đâu. Anh trai cô là một tài xế lái taxi nhàn rỗi, em gái cũng không có chút tham vọng. Đời sống tình cảm của Ưng Cang thì lại khiến cho mẹ cô lo lắng vô cùng, bởi vì cô cũng sắp 40 tuổi rồi, mà bạn trai thì vẫn thất nghiệp nằm dài ở nhà chuẩn bị thi công chức cho cuối năm. Hơn nữa người bạn trai đó lại không có chút đáng tin. Năm nay rõ ràng anh ta đã thi đỗ nhưng lại cố ý giấu Ưng Cang, ra vẻ buồn bã vì bị thi rớt. Ưng Cang thấy tâm trạng của anh ta không được tốt nên chỉ đành rời đi. Ưng Cang vừa đi khỏi thì anh ta đã lập tức gọi tất cả bạn bè ra để uống rượu mừng. Thăm bạn trai xong, như thường lệ Ưng Cang đến công ty Ba Gia để chạy việc vặt. Đột nhiên bạn của Ba Gia xông vào, nói rằng vừa hóng được tin sốt dẻo, nghe nói phu nhân nào đó xảy ra biến cố hôn nhân, mà tiểu tam lại chính là bạn thân suốt 19 năm. Trong lòng Ưng Cang có chút mẫn cảm, cố ý lấy cớ để rời đi. Người bạn đó cũng nhắc nhở Ba Gia cố để ý Ưng Cang, nhưng Ba Gia lại vô cùng tự tin, cho rằng bản thân không có gì thua Ưng Cang được. Ưng Cang đã sớm đứng ngoài cửa nghe thấy hết những lời chế giễu này. Hôm đó nhà bác sĩ Go, bố chồng của Ba Gia muốn tổ chức lễ dỗ, nhưng mẹ chồng và con gái lớn không đáng tin cậy, suốt ngày đắm chìm vào việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bố chồng chỉ đành gọi con rể cả tới giúp đỡ. Con rể cả không dám trái lời bố vợ. Trên đường đi anh ghé lại một trạm đổ xăng, mà em gái của Ưng Cang tình cờ là nhân viên đổ xăng sexy ở đây. Do quá vội, con rể cả đã quên mất vụ trả tiền. Em gái chạy đuổi theo một đoạn dài thì anh ấy mới dừng lại trả tiền. Vì vậy trong lòng cô ấy đã lưu lại ấn tượng xấu với gã này. Hôm nay mẹ chồng và con gái cả đến bệnh viện sửa mặt, nhưng do bố chồng giục quá gấp nên hai người chỉ đành gọi Ưng Cang đến đón mình về. Người nhà bác sĩ Go đã quá quen mặt với Ưng Cang, họ biết gia đình cô khá nghèo khó nên thi thoảng hay nhờ cô giúp việc vặt rồi đưa cô tiền tù lao. Do vậy Ưng Cang cũng thuận nước đẩy thuyền mà ở lại giúp nhà họ chuẩn bị đồ dỗ. Nghi thức cúng tế lại chỉ có bố chồng và bác sĩ Go ra mặt, còn mẹ chồng và con gái lớn mặt quấn khăn nên không xuất hiện. Ba Gia cũng đang bận công việc nên không thể giúp đỡ. Sau khi kết thúc, ông bố chồng rất không hài lòng với phụ nữ trong nhà này, nhưng ngược lại ông ấy lại tiếp đãi Ưng Cang vô cùng nhiệt tình. Cảm ơn cô hôm nay đã đến giúp đỡ. Một lần tình cờ khi mẹ đi ngang qua cây xăng, vô tình bắt gặp em gái Ưng Cang đang ăn mặc hở hang ở cây xăng. Anh trai bất lực chỉ đành gọi cho Ưng Cang đến giúp. Khi Ưng Cang về nhà đã thấy bố và anh trai đang cố gắng hòa giải. Bố giục Ưng Cang nghĩ cách giới thiệu cho em gái công việc đàng hoàng. Lúc này Ưng Cang chỉ nghĩ đến anh dễ cả, vậy nên cô dẫn em gái đến gặp anh ấy. Công ty của anh ấy không phải là một văn phòng hào nhoáng, đó là một nhà máy xử lý kim loại phế liệu. Nghe lời thỉnh cầu của Ưng Cang, anh ấy cũng thấy có chút khó khăn.
vì công việc này không có việc gì cho con gái làm cả. Nhưng không ngờ Ưng Cang lại yêu cầu anh rể sa thải kế toán để em gái mình vào vị trí đó. Sở dĩ ông anh bắt buộc phải đồng ý vì giữa hai người có một bí mật nào đó. Điều kiện là Ưng Cang không được để lộ bí mật cho người thứ ba. Bàn bạc xong xuôi, cô đã giới thiệu cho hai người gặp mặt nhau. Em gái đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là ông chú đổ xăng quên trả tiền lần trước sao? Trên mặt còn tỏ vẻ xem thường. Đến tối, gã bạn trai của Ưng Cang tổ chức tiệc hoành tráng. Anh ta tuyên bố rằng mình muốn chia tay Ưng Cang, nếu không phải cô ấy cam tâm tình nguyện nuôi mình và trở thành cây rút tiền, bạn trai đã sớm đá cô rồi. Bây giờ anh ta đã có tương lai tươi sáng, đương nhiên Ưng Cang sẽ không còn là gì trong mắt gã. Nhưng không ngờ là ba gia ở gần đó nghe thấy họ chúc mừng anh ta thi đỗ công chức. Ba gia gọi nói cho Ưng Cang thì cô mới biết mình bị lừa. Ưng Cang không tức giận, ngược lại còn chạy đến giúp bạn trai thanh toán tiền. Bạn trai mặc dù đang có tư tưởng muốn chia tay, nhưng giờ vẫn chưa nhận chức nên vẫn phải dựa vào Ưng Cang. Nên gã liền lật mặt ôm chầm lấy cô, nói rằng mình chỉ muốn tạo bất ngờ. Đêm đó Ưng Cang và ba gia có chung một giấc mơ. Trong mơ ba gia lại thấy chồng cô đang hôn Ưng Cang. Cô giật mình tỉnh dậy nhìn chồng mình mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau ba gia mời cô và bạn trai đến biệt thự chơi. Ưng Cang đã dẫn bạn trai đi mua rất nhiều đồ, mà trong suốt quá trình tên bạn trai không hề có chút hứng thú. Cảm thấy chơi cùng người có tiền chỉ càng thêm xấu hổ. Trên xe buýt cô hỏi rằng khi nào hai chúng ta kết hôn, nào ngờ lại ăn nguyên một trái bơ vào mặt mà không biết gì. Gã còn chê cô đừng cười nữa, người 40 tuổi như cô càng cười sẽ càng có nhiều vết nhăn trên mặt thôi. Mặc dù có chút không vui nhưng cô đã sớm quen với những hoàn cảnh như này. Đến biệt thự thì tên bạn trai chỉ nằm một chỗ chơi game, còn Ưng Cang thì một mình sắp xếp mọi việc. Khi vợ chồng ba ra tới nơi, bác sĩ Go khi lần đầu gặp mặt tên bạn trai, nhắc nhở anh ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Ưng Cang đó. Nào ngờ câu nói này lại khiến gã vô cùng bất mãn. Trong bữa tiệc sau đó anh ta thường xuyên nói những từ ngữ thô lỗ. Bốn người nhảy múa trên hồ bơi thì trời đột nhiên có mưa. Hai người đàn ông lập tức chạy vào trú, còn hai người phụ nữ cứ thế ở ngoài tung tăng nhảy múa. Họ thật sự rất vui vì ngày mà hai người trở thành bạn tốt. Trời cũng đổ mưa nhiều giống như này. Khi bác sĩ Go ở cạnh tên bạn trai, anh lại cảnh cáo anh ta dù trong lòng anh ta thấy bất mãn thì cũng đừng có vượt quá ranh giới để mọi người cảm thấy khó xử. Không tạo rắc rối cho người khác là sự tu dưỡng của một người trưởng thành nên có. Tên bạn trai vô cùng căm ghét những người giàu có. Hôm nay anh ta lại bị bác sĩ Go dạy đời nên cảm xúc lập tức mất khống chế. Anh ta quay trở về phòng định thu dọn hành lý rời đi. Ưng Cang đã ra sức khuyên ngăn anh ta ở lại. Nghĩ tới việc trời đang mưa to không bắt được xe, tên bạn trai mới miễn cưỡng ở lại, mà anh ta cũng bắt đầu phản kích. Tối đến anh ta cầm ra một món đồ chơi gọi là máy phát hiện nói dối. Vì những cảnh tượng nướng thịt khi nãy của Ưng Cang và bác sĩ Go làm hắn rất để ý, sau khi mọi người đều thử qua một lượt. Khi đến lượt Ưng Cang thì gã bạn trai lại hỏi mối tình đầu của cô có phải cũng có mặt ở đây hay không. Khi cô gật đầu thì đáp án cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng sắc mặt của ba gia và bác sĩ Go có vẻ đã mất tự nhiên. Mà đây cũng là điều tên bạn trai muốn thấy, lại bắt Ưng Cang chơi thêm. Ngoài người yêu cô ra, cô đã có cảm xúc với người khác chưa? Dù không muốn trả lời câu hỏi này, thế nhưng tay cô lại bị ấn chặt bởi tay tên bạn trai. Ánh mắt anh ta cũng bắt đầu hung ác, ép Ưng Cang phải nói ra câu trả lời. Tất cả cũng vì muốn trả thù bác sĩ Go. Sau khi được bác sĩ Go nhắc nhở đừng làm hỏng cuộc vui, cơn nóng giận của anh ta bốc lên đầu, thậm chí còn trút lên người Ưng Cang. Anh ta trách móc Ưng Cang hôm nay ăn mặc tầm thường và quê mùa, cũng không biết tự trang điểm cho mình, giống như người hầu của ba gia vậy. Tiếp đó còn khoe khoang, bảo cô nên chăm sóc người công chức như anh ta đây. Tên bạn trai cho rằng Ưng Cang cam tâm tình nguyện làm mọi thứ cho mình. Nếu đã là chủ động thì không nên kể lễ với người khác, rồi khiến mình mất mặt. Cuối cùng tên bạn trai vẫn băn khoăn về mối quan hệ mập mờ của Ưng Cang và bác sĩ Go. Đối với những lời ác độc này cô cũng chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa. Nhưng tên bạn trai mắng mệt rồi lăn ra ngủ, lại còn đẩy mạnh cô một cái làm Ưng Cang ngã ra sàn. Lại còn nhiều lời mắng chửi đừng làm phiền anh ta nữa. Hai mắt cô đỏ hoe muốn tìm thứ gì đó để hạ hỏa. Ưng Cang dứt khoát đến bên hồ bơi cởi hết đồ ra. Trong một đêm lạnh giá cô đã nhảy xuống nước. Khoảnh khắc này cô phát tiết hết những nỗi buồn bực trong lòng. Đột nhiên Ưng Cang lại nhìn thấy bác sĩ Go, thì ra anh đã nhìn thấy cô. Hoàn cảnh bác sĩ Go cũng tương tự như Ưng Cang. Anh muốn thân mật với ba gia nhưng vì không muốn dùng biện pháp tránh thai nên đã bị đá xuống giường một cách thê thảm. Hôm sau là ngày đầu tiên em gái Ưng Cang đi làm. Gia Nam đã đích thân đến đón cô ấy vì bãi phế liệu của anh ấy ở ngoài chỗ xa xôi, nên anh muốn chỉ đường cho cô ấy trước. Dọc đường Di Nam nhiệt tình bắt chuyện, thế nhưng thái độ của Ưng San lại rất lạnh lùng. Nhìn khung cảnh mỗi lúc càng hẻo lánh, cô ấy tỏ ra chán ghét, nói mình sẽ không bao giờ tăng ca, đúng giờ sẽ về nhà. Cảnh cáo Di Nam đừng lợi dụng chức vụ mà quấn quýt bên mình. Thì ra sau lần đổ xăng khi trước mới làm cho cô ấy hiểu lầm. Di Nam vội vàng giải thích, có lẽ đây cũng là duyên phận giữa hai người. Ở bên kia bốn người rời khỏi biệt thự, Ưng Cang dẫn theo bạn trai cùng nhau xuống giữa đường. Trường khi chia tay, ba gia nói rằng mong chờ rượu mừng của họ lắm. Sắc mặt Tê Di tối sầm lại, Ưng Cang cũng chỉ đành gượng gạo gật đầu. Sau khi họ rời đi, cô mới nói với Tê Di, trong buổi tiệc là do cô không để ý tới cảm xúc của anh ta, về sau cô sẽ chú ý hơn. Nhưng Tê Di lại tỏ ra rất phiền phức, tự xách theo túi về nhà còn không cho phép cô đi theo. Anh ta vẫn đang cố nhẫn nhịn vì chưa thể chia tay được. Mà Ưng Cang thì vẫn ngoan như một con cún vây quanh bên bạn trai. Mà Tê Di quay về, Ưng Cang đã chuẩn bị thức ăn ngon từ trước. Trong phòng trang trí đầy bóng bay, vì cô rất thích bóng bay nên mới dùng cách này để chúc mừng. Tê Di chỉ lạnh lùng ngồi xuống ăn, cô lại bắt đầu giục gã về nhà mình ra mắt bố mẹ bàn chuyện kết hôn.
nào ngờ lại bị anh ta chửi tới tấp một lần nữa. Đi làm đã chịu phải biết bao nhiêu áp lực, đã quá phiền phức đau đầu, còn phải về nhà nghĩ cách ứng phó với cô về chuyện dục hôn. Khuyên cô không có việc gì làm thì để thời gian đó mà lo cho bản thân đi. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Lúc này tâm trạng Bara đang rất không tốt, vậy mà vẫn phải nhìn ông bố chồng nói đạo lý. Dục ba ra mau chóng sinh một đứa con trai nữa. Ông không muốn con trai của kẻ khác chiếm lấy một xu của mình. Nhưng không may khi ông bố chồng đang dài dòng, thì hai bố con của Ji Nam lại nghe thấy hết. Bình thường hay hòa thuận mà nay lại biết được ông ấy đề phòng mình như vậy. Trong lòng ắt hẳn có rất nhiều sự khó chịu. Nhìn người vợ không não chỉ lo phẫu thuật thẩm mỹ, làm Ji Nam càng thêm điên máu hơn. Anh ấy định vào bếp tìm gì đó để ăn. Nhưng đêm nay bố chồng lại vào bếp, làm Ji Nam sợ hãi nằm dưới đất không dám cử động. Cuộc sống hèn hạ như vậy làm Ji Nam cảm thấy càng lúc càng bị đè nén. Ba gia còn chưa tiếp thu lời bố chồng nói lại còn bị mẹ chồng kéo vào răn dạy, trách cô ấy từ khi gã vào nhà này xong, chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu, đối xử với mình thiếu tôn trọng. Nếu không phải vì bác sĩ Go thích cô ấy thì mẹ chồng nào thèm để cô vào mắt. Có lẽ lời mẹ chồng quá cay nghiệt làm ba gia cũng nổi giận. Tất cả đều phát tiết lên người bác sĩ Go làm anh ta cũng bất lực. So với nhà của bác sĩ Go, mẹ của ba gia mới là phu nhân cao quý hàng thật giá thật. Dù có bị bệnh thì bà ấy vẫn phải trang điểm xinh đẹp. Từng lời nói đều phát ra sự nho nhã, nhưng mấy năm trước nhà ba gia gặp khó khăn. Bố cô ấy qua đời và anh trai du học bên Mỹ. Ba gia trở thành người duy nhất gánh toàn bộ món nợ do bố gây ra. Cô ấy chỉ đành liều mạng làm việc, buổi tối về nhà Ưng Cang tâm sự với em gái rằng mình muốn kết hôn. Làm Ưng San cũng kích động, biết rõ Ưng Cang muốn kết hôn chỉ để thoát khỏi cái gia đình này. Nhưng tên bạn trai kia không phải lựa chọn tốt, nếu kết hôn cùng anh ta thì có khác nào bị rơi vào địa ngục khác. Biết là vậy nhưng cô vẫn vì yêu cứ đâm đầu, ở nhà hai chị em phải đưa tiền hàng tháng cho mẹ. Mẹ là người chỉ quan tâm đến tiền, trước nay đều không bàn tới chuyện tình cảm. Biết Tê Di thi đỗ công chức, thái độ của mẹ với Ưng Cang liền thay đổi. Ảo tưởng tương lai sẽ có một người con rể công chức tử tế, mà Tê Di từ khi đỗ công chức thì tự cho rằng bản thân cao quý, không có một xu dính túi nhưng vẫn muốn ô tô, giày da cao cấp. Còn quá đáng hơn là câu dẫn những cô gái xinh đẹp trẻ trung. Ngay khi anh ta đang hôn môi nhiệt tình với cô gái khác, thì Ưng Cang lại đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho anh ta. Các tin nhắn cô gửi sang cho anh ta như thể chìm vào biển lặng. Em gái nhìn thấy tâm tư của chị gái mình. Cô ấy nói ra sự thật rằng đàn ông không hề yêu duy nhất mỗi người cho anh ta tiền đâu. Từ số tiền đầu tiên thân phận của bạn gái đã nâng cấp lên thành mẹ rồi. Kể từ đó chỉ đóng vai trò là cái máy rút tiền mà thôi. Dù nói là vậy nhưng cô ấy vẫn biết chị gái mình chắc chắn sẽ không chia tay. Hôm khác bố chồng không thấy mẹ chồng ở nhà, lo lắng bà ấy sẽ đến công ty của con rể cả, bố chồng liền gọi điện cho kế toán. Biết tin kế toán đã bị con rể cho từ chức, ông đã lập tức đến khu phế liệu. Nhưng còn chưa vào được tới phòng làm việc thì thấy trên đất vương vãi linh kiện nên ông ấy vội nhặt lên. Trong mắt bố chồng chúng đều là tiền cả, một đồng một cắt cũng không được lãng phí. Bố chồng không có ý kiến gì với em gái mới đến, chỉ dặn dò cô ấy không được đưa tiền cho vợ ông. Bà ấy chỉ là con chuột chuyên trộm tiền, nói xong còn không quên nhắc nhở Ji Nam. Tiền chu chấp cho nhà anh tháng này đã được gửi đi. Khoảnh khắc này Ưn San mới phát hiện anh ấy sống cũng chẳng sung sướng gì. Lúc này cô ấy phát hiện ra giấy in đã hết, vậy nên xin phép Ji Nam ra ngoài mua. Mà đúng lúc này vật liệu trong bong phế liệu bị bung ra ngoài, lan đến đoạn đường Ưn San đang đi, do cô đang đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì cả. Ji Nam điên cuồng lao tới đẩy cô ấy sang một bên. Sự việc lần này đã khiến cô ấy có cái nhìn khác về Ji Nam. Thậm chí cô ấy còn có chút động lòng vì cứu cô nên eo của anh đã bị thương. Nhưng về đến nhà cô vợ chỉ lo dưỡng da rồi xem TV. Anh chỉ đành nhịn cơn đau tiếp tục làm việc. Nào ngờ em gái lại chủ động giúp anh ấy đánh tan máu bầm. Người luôn lạnh lùng như cô hôm nay lại vô cùng chu đáo. Tối đến Ưng Cang lại đến nhà bạn trai, phát hiện anh ta đã mua một chiếc xe hơi mới và đôi giày hàng hiệu. Cô ấy chỉ muốn tiết kiệm tiền cho tương lai của họ sau này. Nhưng xem ra anh ta chỉ muốn hưởng thụ, không hề có dự tính kết hôn nào cả. Thế nhưng Ưng Cang không nổi giận mà khuyên bạn trai tính toán hợp lý. Càng chân thành chỉ càng khiến cho Tê Di trở nên chán ghét. Thêm nữa đang bí mật hẹn hò với người con gái khác, vừa hay có dịp đưa ra quyết định tạm thời đừng gặp mặt nhau. Nhìn thấy sự lạnh nhạt của bạn trai, Ưng Cang lại càng nhớ đến sự dịu dàng của bác sĩ Go và cả giấc mơ hôn môi cùng anh ấy. Hôm khác Ưng Cang cố tình trang điểm xinh đẹp và đi giày cao gót tới tìm bác sĩ Go, hỏi anh sau giờ làm việc có thời gian rảnh không. Thì ra Ưng Cang thay bạn thân mình tới thăm mẹ cô ấy. Ai ngờ đâu vừa gặp đã bị nói này nói nọ. Bà ấy hỏi bộ đồ cô đang mặc là loại chợ rẻ tiền, còn nói con gái ba gia của mình sẽ không bao giờ mua loại như này. Lại con kêu con mình từ nhỏ đã tỏ ra vẻ cao sang quyền quý. Khi này Ji Won đi vào nên mẹ ba gia mới lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Phiền con quá bận vậy vẫn đến thăm mẹ, biết được chuyện ba gia bận việc nên không đến. Bà ấy nhìn Ưng Cang một cách khinh bỉ nói rằng đừng bám lấy Ji Won nữa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là vợ chồng mất, còn bảo cô lát nữa tự bắt xe buýt về. Mặc dù Ji Won đứng đó cũng cố gắng giải thích nhưng vẫn không thể khiến bà ấy ngừng ghét cô. Sau khi hai người ra khỏi đó liền liên lạc với ba gia hẹn đi ăn. Ba gia vừa đến là đã ôm lấy Ưng Cang lãm nũng, nói chỉ có cô mới đối xử với mẹ mình như mẹ ruột vậy. Nhìn thấy Ưng Cang hôm nay mặc đồ xinh đẹp còn tưởng rằng cô định hẹn hò với Tê Di, vì mẹ mình mà không đi hẹn hò với anh ta được. Nghe chồng nói ba gia mới biết Ưng Cang đã tới tận chỗ anh làm mới cùng nhau đến chỗ mẹ. Vì trước đó cô muốn được tư vấn xem nên sửa phần nào trên khuôn mặt.
Khoảnh khắc tay Ji-won chạm vào cô làm cô nhớ lại giấc mơ mà vốn dĩ không nên mơ tới. Ji-won cũng có một chút hảo cảm khi nhìn người con gái trước mắt, nhớ lại cảnh dưới hồ bơi tối hôm đó. Chính vào lúc hai người đang bàn về chuyện phẫu thuật thì ba Ja gọi đến, nói rằng mẹ cô cãi nhau với người khác trong bệnh viện rồi ngất xỉu ra luôn. Sau đó Eun Kang cũng nhận được điện thoại từ cô ấy mà tới chỗ bệnh viện luôn. Ji-won cũng giấu luôn chuyện hai người gặp nhau trước đó. Nghe vậy ba Ja cũng không nghĩ nhiều, nhưng hai người họ cảm thấy có chút không tự nhiên. Ăn tối xong cô đi tìm bạn trai, một giây trước Tae-ji còn đang cười nói vui vẻ. Lúc nhìn thấy Eun Kang thì lập tức xị mặt xuống. Nhìn thấy Tae-ji có vẻ không nhận ra hôm nay mình trang điểm nên cô đã hỏi trông em hôm nay thế nào. Nhìn qua một lượt Tae-ji nói xấu như quỷ vậy, Eun Kang bất lực chỉ có thể đổi chủ đề khác, bảo anh ta dùng xe mới mua chở mình đi dạo phố. Nhưng Tae-ji nói rằng mình khá mệt mỏi nên tự cô lên ghế ngồi cảm nhận đi. Cô cũng không buồn mà khen xe anh chọn rất đẹp, đúng là đồng tiền của cô bỏ ra xứng đáng. Nhưng chính lúc này cô lại nhìn thấy một thỏi son dưới ghế, vừa cầm lên đã bị Tae-ji giật lại mất. Nói nãy có đưa một đồng nghiệp nữ về nhà chắc cô ấy đánh rơi. Hôm sau cô có hầm một món canh bồi bổ cho Tae-ji, nhưng anh ta lại nhắn tối nay phải tăng ca. Ai ngờ em gái cô trong lúc đi ăn cùng bạn đã nhìn thấy Tae-ji đi cùng cô gái khác, thế là lập tức chạy về nhà nói chuyện này cho cô. Eun Kang hít một hơi thật sâu rồi đi đến phòng anh ta bắt quả tang. May mà không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng lúc đi xuống đã thấy Tae-ji cùng với đồng nghiệp quay về. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn nói Eun Kang là chị gái của mình. Cô gái không biết gì còn cúi đầu chào hỏi. Trước khi rời đi cô gái còn nói với Tae-ji rằng chị anh nhìn đáng sợ thật. Lần này Tae-ji đã mắc sai lầm thật rồi. Cố gắng giải thích thế nào cũng bị Eun Kang phớt lờ. Ai ngờ càng nói lại càng giống như Eun Kang đã làm sai vậy. Ai bảo em tới đây làm gì? Cuối cùng Eun Kang đã hỏi Tae-ji rằng người đó là ai. Thế mà anh ta vẫn trả lời là đồng nghiệp khi trước. Cô lại nói rằng ưu điểm của anh là không biết nói dối đấy. Tiếp đó cô đưa tay bảo Tae-ji đưa điện thoại cho mình. Rõ ràng từ khi thỏa thuận không được xâm phạm quyền riêng tư của đối phương, nhưng sau lần này cô buộc phải phá lệ, Tae-ji hết cách đưa điện thoại ra để uy hiếp cô. Xem xong thì hai người từ nay sẽ chấm hết. Chắc là anh ta đang rất sợ sẽ mất đi người chu cấp tiền hàng tháng cho mình. Ai ngờ đâu là sau đó Tae-ji tỏ ra vẻ bực tức ném thẳng điện thoại xuống đất. Mặc dù không tìm được chứng cứ nhưng cũng có thể đoán ra được phần nào. Trong lòng cô cảm thấy đau nhói vậy mà Tae-ji vẫn đứng đó mắng cô. Eun Kang nói rằng sẽ coi như không nhìn thấy cảnh tượng gì trong tối nay. Cô cũng chẳng thèm quay đầu lại mà rời khỏi đó. Một mình cô lạc lõng bước đi giữa đường. Đã sắp 40 tuổi rồi mà sống với nhau như bạn bè, không kết hôn thì đâu được gì cơ chứ. Vậy là cô đã mềm lòng mà mua cho Tae-ji một chiếc điện thoại đời mới nhất ra để xin lỗi anh. Vậy mà Tae-ji lúc này chỉ để tâm đến chiếc điện thoại trên tay, chỉ trả lời qua loa mấy câu cho xong, chắc đầu óc đã trống rỗng nên hẹn cô cuối tuần đi gặp bố mẹ. Sau khi về nhà cô đã nói cho mọi người nghe về tin tức tốt này, còn lấy tiền ra đưa cho mẹ mình tiền mua đồ. Cứ cầm lấy tiền như này là bà ấy cười không ngậm được mồm. Có điều cô đã dặn mẹ rất kỹ phải mua thịt bò cao cấp, nhưng khi bà ấy tới tiệm thịt hỏi giá cả xong thì thấy đắt gấp mấy lần loại thường. Bà ấy nghĩ có ngu mới đi mua thịt kia, đem nấu lên thì biết thịt nào ra thịt nào cơ chứ. Trước đó Eun San cũng có hỏi chị gái mình sẽ cưới tên đó thật sao, vậy sau này đừng trách ai đấy. Rất nhanh cô đã dẫn Tae-ji về nhà của mình. Nhìn căn nhà Tae-ji cảm thấy có chút khinh thường, cánh cửa cũng đột nhiên rơi xuống chỗ anh. Vào trong nhà đi được hai bước sàn nhà đã kêu cành cạch. Trong lúc dùng bữa người bố đã nói muốn cho anh xem anh lúc nhỏ của Eun Kang. Vừa đứng lên không may chiếc bàn lại bị gãy mất một chân. Nhìn cảnh này giống như sự trừng phạt của ông trời dành cho Tae-ji, hoặc là muốn ngăn cản hôn sự lần này. Vậy mà Eun Kang lại rất thấp thỏm trong lòng mà theo sau không ngừng xin lỗi. Chính vào lúc này có một cô bé đi ngang qua. Quả bóng màu đỏ của cô bé không may bay lên trời. Chính vì thế ông đạo diễn mới đặt cho tên phim là Bong Bóng Màu Đỏ. Mà ở bên này ba Ja cũng chẳng sung sướng gì. Đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng thì mẹ chồng đột nhiên xông vào. Bà ấy không những chẳng lịch sự gì cả mà liên tục làm khó cô. Dù khách hàng cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nhưng càng lúc hành động của bà mẹ chồng càng quá đáng khiến khách hàng bỏ về luôn. Hóa ra bà đang cố ý làm khó con dâu. Ba Ja đáng thương cứ như thế mà mất đi một khách hàng tiềm năng. Tất cả chuyện này chỉ có thể đổ hết lên đầu của chồng mình. Không ngờ anh lại còn đưa mẹ tới nhà. Vừa về nhà lại thấy đôi giày của mẹ chồng làm cô không khỏi tức giận. Nhưng không ngờ chồng lại thông báo tối nay mẹ sẽ ở lại đây. Mặc dù vẫn cố gắng cười và chào hỏi nhưng vẫn không tránh được việc bị mắng. Không lo về sớm mà bắt mọi người phải ăn mấy thứ tạp nham như này. Bà liên tục nhìn chằm chằm vào cô cho tới khi cô về phòng hẳn. Vào phòng mới thấy có gì đó không đúng. Quần áo của chồng và mình lại bị chia ra thành hai bên khác. Cả nội y bà cũng không tha. Sáng hôm sau bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai nấu bữa sáng. Ji-won giải thích ngày nào vợ cũng làm việc rất muộn, nhưng bà lại cho rằng chuyện bếp núc là việc của phụ nữ. Đàn ông không nên làm những chuyện này, nuôi anh như thế không phải để anh ở nhà nấu cơm. Nói xong bà lập tức vào phòng. Nhưng lúc này ba Ja đang nói chuyện với khách hàng quan trọng nên đưa tay ra làm dấu xịt với bà. Ra ngoài liền nói với con trai rằng ba Ja làm hành động đó với mình. Tiền bọn họ làm ra cũng đều ném hết lên mẹ của ba Ja. Thấy cô đi ra anh liền bảo mẹ có thể bớt nói đi một chút. Anh nói rằng mỗi khi bà nói nhiều sẽ có thêm nếp nhăn. Muốn giải vây cho vợ nên Ji-won nói cô mau chuẩn bị đồ để đi họp. Lúc sắp chuẩn bị rời đi Ji-won còn tiện thể vứt rác nào ngờ bị mẹ nhìn thấy.
Hóa ra con trai của mình lại đang sống một cuộc đời tầm thường như thế. Bà vội giật lấy để bắt con dâu đi đổ nhưng không ngờ bị rác ra sàn. Khi ba ra đi xuống thì vẫn không thể tránh khỏi việc bị chửi. Nhưng giọt nước đã tràn ly thì cô cũng bắt đầu nói lại. Đây là cuộc sống của bọn con và chuyện vứt rác ai cũng có thể làm được. Hơn nữa còn nói bà đừng sỉ nhục mình như thế. Con ở nhà cũng là bảo bối của bố mẹ. Bà mẹ chồng không dám tin con dâu lại có ngày phản đam lại mình như thế. Vì để dỗ cho cô mà anh cũng hao tổn tâm sức rất nhiều. Đối diện với lời xin lỗi của anh, cô không nhịn nổi mà bật khóc. Trong lúc hai người đang ôm nhau thì Ưng Cang đột nhiên đi vào. Ba ra nói cô hãy ở lại rồi nói hết những chuyện cô phải chịu đựng khi nãy ra. Càng nói càng thấy tủi thân nên trực tiếp ném hoa xuống đất rồi rời đi. Buổi tối hai người hẹn nhau ra ngoài uống rượu. Bao năm qua khổ cực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, nhưng không ngờ sự nhượng bộ của mình lại bị mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ. Lần này Ưng Cang thấy Ji Won như con cá mắc kẹt ở giữa. Anh ấy giờ đang ở nhà đợi mãi không thấy vợ trở về thì nhắn tin hỏi Ưng Cang. Khi tới quán bar thì Ji Won đánh hơi được nên đã tới. Ba ra nói rằng mình ghét anh. Thế mà Ji Won nói rằng em ghét anh thì anh vẫn yêu em mà. Nhìn cảnh này Ưng Cang có chút chạnh lòng. Sau khi anh lái xe để một mình cô ở trên đường, câu nói của mẹ cô lại hiện lên trong đầu. Đã 40 tuổi rồi chỉ biết đi theo bạn bè, không kết hôn thì làm được cái gì. Bên này Tae-ji bị đau bụng sấp mặt vì ăn thịt bò nhà Ưng Cang, ở trong nhà vệ sinh lại còn bị té gãy tay. Anh ta đem mọi chuyện xui rủi này đổ lên đầu của Ưng Cang. Nhận được tin nhắn chia tay, Ưng Cang lập tức đi tìm Tae-ji. Mật khẩu nhà đã bị đổi, gọi điện nhắn tin gì cũng chẳng được với Tae-ji. Ngồi trước cửa nhà đợi nguyên một đêm thì Tae-ji cũng chẳng về. Biết được anh ta đang ở bệnh viện nên lập tức qua đó. Nhìn thấy cô, Tae-ji liền nói ra chuyện ăn cơm nhà cô mới khiến mình thành ra như này. Nhưng chuyện kỳ lạ là người nhà cô ăn nhưng chẳng ai bị gì. Các người ăn quen những đồ ăn này nên không bị sao là phải. Rõ ràng không phải thịt bò cao cấp mà còn nói dối. Dù sao Ưng Cang vẫn cố gắng xin lỗi, không muốn vì chuyện nhỏ như này mà kết thúc mối quan hệ. Anh ta lại bắt đầu lấy ra cảnh hai người ra để nói. Nhà Tae-ji không phải giàu có nhưng cũng được tình là nhà khá giả. Còn nhà Ưng Cang vừa vào đã thấy cổng sập, năm người lại sống chật trội trong ngôi nhà nhỏ. Đến giờ cô vẫn không có một công việc ổn định và phải đi chạy vặt. Anh ta hoàn toàn bỏ đi 4 năm cô nuôi dưỡng mình. Không có cô thì làm sao anh ta thi đỗ công chức. Lần này Tae-ji lại nhất quyết chia tay. Cô lập tức chạy về nhà mở tủ lạnh ra xem loại thịt hôm qua, chất vấn mẹ mình rằng số tiền hôm qua để mua thịt bò cao cấp đâu rồi. Bà lại chỉ trả lời rằng đồ ăn vào bụng chỉ cần cho no là được, số tiền kia đã đi theo sóng biển mất rồi. Cô cuối cùng cũng phát điên rồi, bình thường ăn như thế này cũng bỏ đi. Nhưng ngày hôm đó là lần đầu tiên Tae-ji đến thăm nhà, không nghĩ rằng thời khắc quan trọng như vậy mà người hạ gục cô chính là mẹ mình. Không thể chịu nổi cái gia đình quan trọng tiền bạc như này nữa. Ưng Cang đã tức giận tới mức này rồi mà mẹ cô vẫn chẳng cảm thấy bản thân sai ở đâu. Ưng San biết được tin thì tới bệnh viện thăm Tae-ji, nào ngờ lại thấy được cảnh này. Cô ở cửa đợi chị mình trở về để nói những cảnh mà mình vừa nhìn thấy. Đối với em gái thì Ưng Cang là một người vô cùng thông minh lanh lợi, không những học giỏi mà nhan sắc cũng chẳng kém gì ai. Nhưng không hiểu sao chị mình cứ phải bám díu lấy tên đó cơ chứ. Cô nói rằng từ nhỏ đến lớn đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, đại học cũng chẳng vào được và công chức cũng không thi xong. 37 tuổi cứ như này rồi nếu không lấy chồng sẽ như lời mẹ cô nói mất. Ưng Cang cho rằng bản thân mình chẳng còn gì để mất nên phải nhanh chóng kết hôn đi. Cho dù sau này có ly hôn thì cũng chứng minh được bản thân từng có chồng. Em gái không nghe nổi nữa, phụ nữ ly hôn là một cái danh hiệu hay sao? Muốn mắng cho chị mình tỉnh ra nhưng cô vẫn cho rằng Tae-ji sẽ quay về bên mình. Làm cho Ưng San cũng tức tới phát khóc mà chẳng thể can thiệp được. Ngày hôm sau Ưng Cang lại mua nhẫn cưới tới tìm Tae-ji. Mặc dù anh ta đã không còn cần cô nữa, nhưng 4 năm thanh xuân qua Ưng Cang không thể từ bỏ được. Tae-ji nói rằng phải bỏ cho cô bao nhiêu tiền mới chịu ta cho mình. Suốt 4 năm qua toàn bón hành cho mình, cứ phải sống trong địa ngục thì có còn là con người đâu chứ. Còn cả chuyện trong lòng cô có người khác, thế nên hôm trước mới không dám chơi trò nói dối. Khi ám chỉ đến Ji Won chồng của ba gia, Ưng Cang không nhịn được cho anh ta một cái tát. Hôm nay Ưng San đang lướt Instagram thì phát hiện Tae-ji đăng tải bức ảnh thai nhi. Cô lập tức đi đến giáo huấn cho anh ta một trận. Cô gái đang quen Tae-ji nhìn thấy cảnh này cũng không muốn qua lại với anh ta nữa. Hôm sau ba gia tỉnh dậy thấy trên đầu giường mình có tờ chi phiếu 1 tỷ kèm lời xin lỗi. Nghĩ lại Ji Won ngày nào cũng làm đồ ăn sáng cho mình. Hơn nữa còn gọi chị gái tới nói chuyện khiến cô cũng hạ hỏa đi rất nhiều. Nhưng sau đó cô mang số tiền đó cho Ưng Cang, còn tặng Ưng Cang cặp nhẫn do mình thiết kế để làm quà cưới cho hai người họ. Tối đến đi làm về Ji Won liền ôm lấy vợ. Thấy cô cười nhiều cũng đoán rằng cô đã không còn giận nữa. Nghe chuyện ba gia đã tặng tiền và nhẫn cho Ưng Cang mới thấy khá bất ngờ. Hóa ra chỉ có thể đối xử tốt với bạn thân mới khiến cô hết giận. Mà chính vì cặp nhẫn cưới đó đã làm cho Tae-ji ăn một tát. Sau đó Tae-ji tìm tới ba gia nói chuyện hai người họ đã chia tay. Mong rằng ba gia có thể khuyên nhủ người bạn chí cốt đừng bám theo anh ta nữa. Thật bất ngờ khi hai ngày trước còn đang tính tới chuyện kết hôn mà nay lại chia tay. Lúc rời đi Tae-ji định nói chuyện Ưng Cang và Ji Won. Nhưng sau đó ngập ngừng rồi nói rằng có lẽ cô không biết thì tốt hơn. Khi gọi cho Ưng Cang thì nghe rằng cô đang chuẩn bị cho buổi hôn lễ. Ba gia nghe cô nói như vậy không biết có nên nói chuyện mình gặp Tae-ji hay không. Chỉ có thể tâm sự với chồng mình về chuyện của Ưng Cang. Mong rằng Ji Won có thể tới khuyên Tae-ji quay lại hay không. Khi gặp Tae-ji anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ chẳng ưa nhau mà lại đi nhờ chuyện này.
Kết quả khuyên không được lại còn bị Tae-ji nói móc này nọ, nhưng không hiểu được hàm ý sâu xa rằng Ji-won và Eun Kang có tình cảm với nhau. Ji-won về cũng nói chuyện mình gặp Tae-ji nhưng không thành, hết cách chỉ có thể bảo Eun Kang từ bỏ anh ta, muốn tổ chức một buổi tiệc rượu giúp cô ấy quên đi nỗi buồn. Nhưng Eun Kang lại rơi vào trạng thái trầm mặc muốn ở một mình. Mà tối đó cũng là buổi Tae-ji vừa bị Eun San đánh xong. Anh ta tức giận tới tìm Eun Kang có cần làm tới mức thế không? Tưởng rằng chính cô đã gọi Eun San và Ji-won tới, nhưng thế này cũng tốt, chẳng còn lý do gì để gặp mặt nữa. Trước khi đi, Tae-ji còn làm tổn thương Eun Kang, đừng cố gắng chơi thân với hai vợ chồng nhà họ. Đối với họ, cô cũng chỉ là một tay sai vặt mà thôi. Chuyển cảnh ta đến với diễn viên phụ Eun San và Ji-nam, làm việc cùng nhau càng lúc càng trở nên gần gũi. Sau việc hôm trước Ji-nam cứu mình mà cô liên tục giúp đỡ anh về chuyện lặt vặt như ăn uống, để cảm ơn Ji-nam đã lấy xe cắm trại đưa cô đi ngắm cảnh. Ji-nam đã đưa cô tới địa điểm bí mật mà mình thường hay lui tới. Lúc ở bên cạnh nhau họ thấy vô cùng thoải mái, hai người ở cạnh nhau chơi đùa hết cả một ngày. Bên này mẹ chồng Ba Gia vẫn còn tức giận chuyện bữa trước cãi nhau với Ba Gia, nên đã bí mật tới gặp Eun Kang để nghe ngóng chuyện gì đó có lợi, muốn chia cắt hai vợ chồng họ ra, còn khen nếu con dâu mình mà là Eun Kang thì tốt biết mấy, liên tục đào bới chuyện quá khứ trước kia của Ba Gia như nào. Sự trầm mặc và trả lời ấp úng của cô làm bà càng thêm ghét Ba Gia hơn, nói rằng chắc Eun Kang và Ba Gia cũng chẳng thân lắm, vì Ba Gia chẳng coi Eun Kang là cái gì cả. Một lần nữa bà lại muốn chia cắt quan hệ bạn bè của Ba Gia. Nhưng một thời gian sau khi cả nhà Eun Kang biết được chuyện Tae-ji đã làm, liền kéo đến chỗ làm việc của Tae-ji mà đánh đập anh ta dã man. Nhìn cảnh này Eun Kang cũng vô cùng đau đầu, chuyện mình bị đá bị cả nước biết rồi. Khi người nhà của Eun Kang được đưa đi, Tae-ji lại nói may rằng mình không kết hôn với cô. Bực quá nên Eun Kang đã đấm thẳng mặt muốn gãy sống mũi của anh ta. Sau đó Eun Kang trả lại nhẫn cưới và tiền mừng Ba Gia tặng mình. Dù được khuyên rằng nên tổ chức một buổi tiệc nhưng cô vẫn không có tâm trạng. Thế nên Ba Gia đã dắt cô tới một hiệu giày để tặng cô một chiếc. Muốn từ chối nhưng thấy sự nhiệt tình quá mức của Ba Gia cũng không nỡ, nên cũng chọn một chiếc mình thích nhất, sau đó mặc lên một chiếc váy hoa tuyệt đẹp. Ba Gia nhìn cô như vậy cũng không ngừng khen ngợi. Tiếp đó lại đưa cô chiếc túi hàng hiệu nữa là đủ để lé mắt mấy thằng con trai. Quả nhiên câu nói người đẹp vì lụa là không sai. Eun Kang sau khi được trưng diện cũng không tin bản thân lại khác biệt đến như vậy. Không ngờ tới tối Tae-ji lại hẹn cô ra gặp mặt. Eun Kang mang nguyên một set đồ mà bạn thân mua cho mình hồi sáng. Quả nhiên khi nhìn thấy cô, anh ta đã trở nên sáng mắt ra, lại còn làm những hành động thân mật nữa chứ. Ông cha ta nói rất đúng, tự nhiên tốt với mình chắc chắn có vấn đề. Mới chào hỏi mấy câu, Tae-ji đã nói ra mục đích của mình. Anh ta muốn Eun Kang tới tìm cô bạn gái của mình để nói chuyện. Tự nhận rằng Eun Kang đã bám giết lấy anh không buông. Vì cô ấy không muốn kết hôn với anh nữa nhưng cô ấy đã con thai. Là một thằng đàn ông, anh ta không cho phép bản thân mình không được nhận con. Nghe tới đây Eun Kang mới chịu tỉnh ngộ ra, lẽ ra không nên ôm hy vọng tới gặp Tae-ji, hắn đúng là một kẻ tồi. Sau đó Tae-ji lại từ cầu xin trở sang công kích làm Eun Kang không thể nghe được nữa. Cô cũng hỏi thẳng lúc gặp hai vợ chồng Ba Gia anh ta đã nói gì, thế mà anh ta lại kêu cô đứng núi này trông núi nọ, còn chê cười cách ăn mặc của cô, bộ đồ này chắc chắn mượn từ Ba Gia, thứ gì không phải của mình thì mãi mãi chẳng là của mình đâu. Cả đời này chỉ có thể bám lấy Ba Gia như một con cún mà thôi. Eun Kang nói rằng hãy mau nghĩ cách trả nợ cho mình đi. Nhưng Tae-ji lại nói rằng mình chẳng nợ gì cả. Chẳng phải bấy lâu nay cô thích mình mới mua đồ tự nguyện đó sao? Tiền mua nhà mua xe trả tiền tiêu vặt nữa. Lại còn phân bì tuổi tác của cô không có cửa kết hôn với mình. Làm cô lại phải tát nguyên cốc nước vào mặt hắn ta. Eun Kang chạy một cách điên cuồng. Đến nổi một chiếc giày rơi ra cô cũng không để ý. Cô hận bản thân mình sao lại tìm đến một người đàn ông như vậy. Ánh mắt ấy rồi cũng trở nên kiên định. Lần này thật sự đã quyết tâm từ bỏ anh ta rồi. Hôm sau em gái của Gia Nam đã gọi điện cho bố vợ anh cảm ơn vì tiền gửi đến cho bố khám răng. Vô tình để ông ấy biết được chuyện anh lấy tiền công ty. Ông già coi tiền như mạng sống trực tiếp tới chỗ văn phòng. Không hề nể mặt chức vị trưởng phòng của Gia Nam mà mắng anh tới tấp. Không ngờ chỉ vì số tiền 500.000 won không đáng mà lại làm ầm lên như vậy. Eun San vốn muốn nói giúp cho Ji Nam nhưng bị anh ngăn lại. Sau khi tan làm thì chim cút luôn cho tao. Sau khi Ji Nam rời đi, cô nhìn bộ dạng của anh mà không khỏi đau lòng. Như một đứa trẻ mới làm sai chuyện gì vậy. Ji Nam chỉ có thể ra ngoài làm việc kìm chế cơn giận. Vì tinh thần không ổn định anh còn làm mình bị thương. Quay về phòng làm việc vẫn bị Eun San nhìn ra vết thương trên tay. Cô vội vàng cầm theo túi sách lên thẳng chiếc xe của anh. Thấy mọi người đang nhìn họ, anh cũng chỉ đành lái đi. Biết tâm trạng anh không vui nên cô đã mở bản đồ ra chọn đại một chỗ. Bọn họ đến một quán ăn nhỏ bên bờ biển. Cô hiểu rõ thứ bây giờ anh cần nhất chính là loại bỏ áp lực. Đây cũng là lúc mà con trai trở nên yếu đuối nhất. Cô gọi phục vụ đem ra một chai rượu, sau đó ân cần xử lý vết thương cho anh. Eun San hỏi anh sao lại đem tất cả số tiền lương đưa cho bố vợ, đến chút tiền riêng dành cho mình cũng không có. Là một người đàn ông phải biết tự quản lý túi tiền của mình chứ. Rõ ràng rất nỗ lực làm việc mà chẳng đổi lại được gì. Hơn nữa lương của anh cũng chỉ cao hơn nhân viên có chút ít, đến tư bản cũng không bị bóc lột đến như vậy. Anh ấy từng nghe ông ta nói rằng sẽ cho mình kế thừa công ty, nhưng trong lòng anh rõ nhất chuyện đó chỉ có trong mơ, chỉ có thể uống hết chai rượu trên tay để quên sầu.
Cái nhà không đem lại cho anh cuộc sống hạnh phúc đó, thật sự anh không muốn về nữa rồi. Nhìn Ji Nam sa sút như vậy, cô đã mời anh đi uống thêm ly nữa. Kết quả tới tối hai người đã về khách sạn cùng nhau, nhưng hai người thực chất chỉ vào uống bia trong đó cho thoải mái mà thôi. Ngày hôm sau Eun Kang đi làm thì Ba Ja lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô. Thấy bạn thân bắt đầu làm nũng, cô cũng đành xem thử coi sao. Người đàn ông này có vẻ ngoài vô cùng ưu tú, hơn nữa chỉ kém cô 4 tuổi nên không cần lo lắng về vấn đề tuổi tác. Hơn nữa người đó còn là đối tác của Ba Ja. Nghe lý lịch của đối phương cũng khá ok nên cô cũng có ý định xem mắt. Mà không biết rằng qua lần giới thiệu này lại khiến mối quan hệ của họ trở nên rạn nứt. Người đó có vẻ nhiệt tình hơn Eun Kang tưởng. Nhắn tin với nhau cũng bắt đầu hẹn đi ăn tối. Nói mới biết hóa ra là Ji Won đã cố gắng làm mai cho hai người họ. Anh ta dường như rất quan tâm đến Eun Kang. Ngay sau đó Ba Ja nhận được một cuộc gọi thì vô cùng hoảng hốt. Eun Kang bên này chuẩn bị tới chỗ hẹn gặp mặt người xem mắt, nhưng lại nhận được tin nhắn thú thực của anh ta. Anh ấy đã ly hôn từ nhiều năm trước và đang có cặp song sinh. Mong rằng Eun Kang cân nhắc kỹ rồi hẳn đến. Khi Eun Kang nhắn hỏi Ba Ja có biết chuyện này hay không thì người kia nhắn có. Cô không ngờ rằng Ba Ja lại giới thiệu cho mình người đàn ông như thế. Hóa ra Ba Ja nhận được cuộc gọi từ người đàn ông đó nên cô mới biết được sự việc. Như thế mới xảy ra chuyện hiểu lầm như thế này. Ba Ja quen biết anh ta nhiều năm như thế mà giờ mới biết chuyện này. Cô cũng lo rằng Eun Kang sẽ hiểu lầm mình. Nhưng nghe lời chồng thì có lẽ Eun Kang sẽ không suy nghĩ sâu xa như vậy. Họ còn tưởng hai người đó đang ngồi nói chuyện với nhau. Lúc này Eun Kang đi trên đường nhớ lại hồi 5 năm trước. Lúc đó Ba Ja đang nghe điện thoại nói với một người bạn. Tớ muốn mai mối với một người cho cậu. Không không phải là Ba Ja, là người bạn của tớ trong đám cưới cơ. Bây giờ cô mới hiểu ra trước nay Ba Ja chưa từng xem mình là bạn. Có đàn ông tốt không bao giờ giới thiệu cho cô, bây giờ lại giới thiệu cho cô loại đàn ông như thế này. Nhưng tính cách của cô là đem tất cả mọi chuyện trong lòng và không nói ra. Ngày hôm sau mới sáng sớm cô đã đến thư viện để học, cô đã khai thông bộ não, biết rằng tiền tài và vận mệnh chỉ có thể nằm trong tay mình. Sau đó lại nhận được cuộc điện thoại của Ba Ja nhờ đem tài liệu cho khách hàng. Sau khi tắt điện thoại cô định gọi cho bố đón mình đi. Sau khi suy nghĩ lại cô lại gọi cho Ba Ja nói tài xế của mình không rảnh. Sau đó cô trang điểm thật lộng lẫy, quả nhiên Ba Ja đã gọi lại nói rằng chồng mình sẽ đưa cô đi. Vẻ mặt của Eun Kang lộ ra theo đúng ý mình. Tất cả đều đã chuẩn bị xong nên cô ra ngoài thổi một quả bóng màu đỏ để ước. Sau đó Ji Won cũng tới đón cô. Anh hỏi sao cô lại thổi quả bóng đó rồi thả đi. Cô nói rằng mỗi khi buồn mình sẽ thổi bóng, thổi được ra nỗi buồn và ước một nguyện vọng. Quả bóng sau khi thổi ra rồi cũng sẽ có lúc nổ đi, giống như ước mơ không được thực hiện. Nói không chừng quả bóng sẽ ở trong lòng và không ngừng lớn lên. Ji Won thấy điểm đến hơi xa nên có lẽ tối mới về được. Nhưng Eun Kang đã tính kế cho anh làm tài xế riêng hôm nay thì sao có thể bỏ qua cơ hội được. Ở bên này đứa con trai của Ji Nam không thấy bố trở về nhà sau mấy ngày, liền bật lại ông ngoại vì đã đối xử với bố mình như vậy. Coi bố mình như một con chó đến hồi lại nhường quyền thừa kế cho người khác. Còn quay sang nói mẹ mình mau tỉnh lại đi. Ông bà quá đáng như vậy mà mẹ lại không đứng về phía bố. Lúc này Ji Nam cũng đang đứng ngoài cửa, có thể tưởng tượng được cảnh mình bước vào nhà. Mọi người ngồi lại với nhau mà không có vị trí cho mình. Không có dũng khí mở cánh cổng đó nên chỉ đành trốn vào một quán rượu. Tối đến thì ngủ ở văn phòng, nhưng cuộc gọi của người nhà khiến Ji Nam không thể không quay về. Bố ruột cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Anh về quỳ xuống trước mặt bố vợ nhận sai, nhưng mong rằng sau này ông có mắng mình thì nhớ xem hoàn cảnh. Ở lúc có những đồng nghiệp hoặc con cái Ji Nam thì không nên chút nào. Còn cả chuyện anh muốn nhận tiền tươi của mình hàng tháng, không phụ thuộc vào ai nữa, vừa nhắc đến tiền làm ông ta nổi điên lên, móc hết sổ tiết kiệm ra ném vào mặt Ji Nam, định nhặt lên chiếm làm của riêng, thì người vợ không hiểu chuyện lại gom hết trả lại. Sau đó lại còn kéo anh ra ngoài, người vợ trách chồng mình đang làm cái quái gì vậy, tiền để ở chỗ bố thì giúp ông cất đi, tại sao nhất định phải lấy lại. Bởi vì cô ta vẫn còn cho rằng bố mình là một chỗ dựa tốt. Ji Nam khuyên vợ mình hãy tỉnh lại đi, đứa con trai của họ sẽ không được kế thừa gia sản đâu. Tại sao ông ấy lại thúc giục đứa con trai mau chóng sinh cháu trai chứ? Lẽ nào còn không hiểu đây là ý gì sao? Lúc này người vợ mới được thông não ngay trong đêm, nghe hơi ảo nhưng cũng rất hợp lý. Ngày hôm sau liền chất vấn bố về những chuyện hành hạ Ji Won, còn muốn trao quyền thừa kế cho người chú, nhưng không ngờ bị ông ấy chất vấn ngược lại. Khi trước cho họ cưới nhau vì thấy Ji Nam có gen thông minh, thế nên con trai của họ mới thông minh như vậy, đàn ông có tiền vào sẽ khác bọt liền. Chỉ mới vài câu đã khiến người đàn bà này cảm động rớt nước mắt. Sau đó ông ta lại gọi Ji Nam tới giao tất cả tiền cho anh từ trước tới nay. Dù cũng khá bất ngờ nhưng Ji Nam cũng nhận luôn vì đó là tiền của mình mà. Sau khi chú rời đi ông ấy mới lật mặt, nói rằng mình tự biết tính toán. Vì để hoàn thành đại sự thì để nó nếm ngọt một chút, không biết ông ấy đang có âm mưu gì. Cuối cùng Ji Nam đã lấy lại được tiền và quyền lợi của mình, xem ra đây cũng là khởi đầu mới. Tối đó trên đường đưa khách hàng về nhà, cha Won thay Ba Ja xin lỗi Eun Kang nói lần trước chàng trai anh giới thiệu là do Ba Ja chưa tìm hiểu kỹ trước, vậy nên mới gây ra chuyện xấu hổ như vậy. Anh còn nói hôm ấy người yêu cũ Eun Kang đến đưa thiệp mời cho Ba Ja. Ban đầu anh định kêu Ba Ja tặng đôi nhẫn sau đó mới nói tự mình bỏ tiền ra mua. Trùng hợp là loại nhẫn đó do một tiểu thư giàu có đặt sau đó không lấy nên khi đó mới tặng cho Eun Kang. Có điều sau đó Eun Kang lại trả lại nên cuối cùng lại bán với giá thấp cho Tae Ji. Nhìn thấy biểu cảm hơi bất thường của Eun Kang, Ji Won mới hiểu ra Ba Ja chưa kể chuyện này với cô. Anh cũng nói giúp cho Ba Ja có lẽ cô ấy sợ em hiểu lầm nên mới không kể.
Mặc dù miệng thì nói không sao cả nhưng mối hận trong lòng Ưng Cang đã càng thêm sâu sắc. Bất luận là người đàn ông giới thiệu trước đó hay là cặp nhẫn tặng cho cô, hóa ra đều là những thứ người ta vứt bỏ thì Ba Gia mới nghĩ đến cô. Đúng lúc này Cha Won nhận được cuộc gọi điều tra của Ba Gia. Sau khi cúp máy, đột nhiên bụng của Ưng Cang đau dữ dội, hai người đành tạm dừng một chút trong khu dịch vụ. Khi vào nhà vệ sinh, Ưng Cang lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại còn bôi chút xong lên môi. Chỉ là mối hận khắc cốt ghi tâm trong ánh mắt cô ngày càng rõ rệt. Lời của Cha Won không ngừng hiện trong đầu, chuyện xem mắt là lỗi của cô ấy. Cặp nhẫn cũng là người khác không cần mới cho em. Sau đó Ưng Cang lại đặt tay thật lâu dưới vòi nước lạnh. Quả nhiên sau khi ra ngoài, Cha Won liền cầm tay Ưng Cang. Thấy tay cô lạnh ngắt như vậy, anh liền khẳng định là do bữa tối vừa rồi không tiêu hóa được. Sau đó anh bấm huyệt giúp tiến quá trình tiêu hóa cho cô. Không hổ là bàn tay thần, bấm cái đã có hiệu quả luôn rồi. Sau đó anh còn ân cần vỗ lưng cho Ưng Cang. Nhìn bộ dạng nghiêm túc và tỉ mỉ của Cha Won, Ưng Cang bất giác nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Sau khi trở về nhà, Ba Gia trực tiếp đề cập đến vấn đề đón mẹ về đây sống. Nhưng không ngờ rằng Cha Won lại muốn cô đến thuyết phục mẹ anh. Ba Gia lập tức nổi giận, đón mẹ bị bệnh nặng về nhà chăm sóc. Dựa vào điều gì mà phải cần đến sự đồng ý của mẹ chồng mới được? Em ở cái nhà này cũng không phải là đại tiểu thư không làm được trò trống gì. Bàn bạc không thành nhưng ngày hôm sau Ba Gia đã tự ý đón mẹ về nhà. Thế nhưng bởi vì tin tưởng Ưng Cang nên cô đã nhờ Ưng Cang nghỉ việc ở nhà hàng đến nấu cơm cho mẹ cô. Mặc dù trong lòng Ưng Cang sớm đã có dự tính nhưng vẫn giả vờ quan tâm Ba Gia. Nếu như chuyện này để mẹ chồng cậu biết được thì chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình. Không ngờ Ba Gia nghe xong liền tức giận. Mình đã tử tế bàn bạc với Cha Won rồi mà anh ấy lại nói mình bỏ thời gian để thuyết phục mẹ anh ấy. Quả nhiên đàn ông trên đời này toàn thằng đều, nghĩ rằng chỉ có mẹ mình mới đáng thương sao. Ưng Cang cũng giả vờ vuốt tóc Ba Gia an ủi cô, nói với cô rằng càng những lúc này càng không được yếu mềm, bởi vì báo hiếu thì chẳng ai có đủ tư cách để phê phán gì cả. Nếu như chuyện này cũng cần phải được sự đồng ý của mẹ chồng thì cuộc đời này cũng quá bất công với phụ nữ rồi. Hơn nữa cậu ưu tú như vậy, mạnh mẽ một chút cũng chẳng có gì to tát cả. Mình cũng không nhịn nữa, mình phải đứng lên thôi. Mấy hôm sau Ưng Cang nghe nói Ba Gia có việc không đến công ty, thế là cô liền lén lẻn vào phòng làm việc của Ba Gia. Cô mở máy tính ra chụp lại toàn bộ thiết kế trang sức. Đột nhiên Ba Gia đi vào, không phải cậu nói hôm nay ở nhà với mẹ sao? Mình có đồ cần gửi đi, nhưng cậu làm gì ở đây vậy? À, cũng may Ưng Cang phản ứng nhanh, nói tháng này có bản quyền đến hạn nên đặc biệt đến giúp Ba Gia xử lý chút hồ sơ. Ba Gia nghe xong lời giải thích này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình thật sự không thể sống thiếu cậu rồi. Mình xử lý xong tháng này và tháng sau rồi, sau này những chuyện nhỏ này mình sẽ giúp cậu xử lý hết. Mình đi trước nhé, cho đến khi ra ngoài cửa Ưng Cang mới hoàn hồn. Tiếp theo đó cô sẽ tiếp tục trả thù Ba Gia như thế nào đây? Cha Won không cẩn thận đẩy ngã Ba Gia xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới hối hận vội xin lỗi muốn đỡ vợ. Ba Gia tức giận vung tay đập vào mắt anh, nói mình vô tình thôi. Cô đã nhẫn nhịn trạng thái này 7 năm rồi. Cô không muốn tiếp tục nhịn nữa. Cha Won không hiểu ý của Ba Gia, ly hôn đi. Nhưng không ngờ rằng cô chỉ ném ra một câu như vậy rồi quay người rời đi. Hóa ra mấy hôm trước Ưng Cang kéo Cha Won đi trung tâm thương mại cùng, nói muốn giúp hai người họ giải quyết mâu thuẫn của các trưởng bối, anh mua đồ cho vợ sao. Nghe thấy câu này của nhân viên, Ưng Cang nở một nụ cười tươi giải thích là đi chọn áo cho mẹ. Nhưng cô không hề nói mua cho mẹ của ai. Ưng Cang còn đặc biệt căn dặn Ji Won phải giữ bí mật với Ba Gia. Đương nhiên rồi, nhưng hai người không ngờ rằng hôm nay Ba Gia cũng đến đây gặp khách hàng. Cặp mắt tinh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Nhưng lúc lên cầu thành nhìn kỹ lại thì không phát hiện ra điều gì cả. Tối đó hai người đến bên bờ biển chơi, nhìn Ưng Cang đùa với sóng biển. Dường như Cha Won cũng không giấu nổi niềm vui, thậm chí còn ân cần khoác áo cho cô. Anh như vậy không lạnh sao? Ô không lạnh, anh khỏe lắm, sảng khoái quá. Có điều Ưng Cang vẫn trả lại áo khoác. Cô kể cho anh về những kỷ niệm trước đây. Cô đã cùng gia đình Cha Won đến bờ biển này chơi, đó là kỷ niệm đẹp nhất đời cô. Ji Won cố gắng nhớ lại mới nhớ ra đó là chuyện vào dịp nghỉ hè từ rất lâu rồi. Ưng Cang cảm thán khi đó thật sự vô lo vô nghĩ, người qua đường còn tưởng hai người là cặp vợ chồng mới cưới. Sau đó hai người cùng nhau đùa giỡn trên bãi biển. Cũng không biết có phải là do lương tâm hổ thẹn hay không, lúc về nhà anh mua một hộp hoa quả về, nhưng khi nhìn thấy mẹ vợ mặt anh lại biến sắc. Anh vội kéo Ba Gia vào phòng hỏi cho rõ, không phải đã nói là đợi mấy ngày nữa giải quyết chuyện này mà. Thế nhưng quả nhiên Ba Gia nói lại theo cách nói của Ưng Cang, nói chuyện đưa mẹ về nhà báo hiếu thì có gì sai chứ. Huống hồ gì em không hề tiêu một đồng nào của anh, em cũng có năng lực nuôi dưỡng mẹ mình, bây giờ gỗ đã đóng thuyền chuyện này cứ quyết vậy đi. Ngày hôm sau Ưng Cang đến nhà nấu cơm cho mẹ Ba Gia như đã hẹn. Không ngờ rằng Cha Won vì muốn dỗ Ba Gia vui cũng cầm một phần sushi về. Bởi vì mẹ vợ đang ngủ trưa nên hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ. Cha Won vô cùng cảm ơn Ưng Cang vì đã chọn quần áo cho bố mẹ mình. Nói lần đầu tiên bố mẹ khen mắt thẩm mỹ của anh. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì mẹ chồng từ trong phòng bước ra. Bà vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Hay là thế này đi, em đến tìm anh, hoàn thành chuyện lần trước chưa làm xong. Bà lập tức lao ra hỏi Cha Won tại sao không đi làm. Anh giải thích mình đem món sushi mẹ vợ thích ăn nhất về. Ôi quý hóa quá, cậu bận lắm phải không? Mau đi làm đi. Khi con rể vừa đi khỏi, bà trừng mắt nhìn Ưng Cang, hỏi cô rốt cuộc trong lòng đang có tính toán gì mà lại nói chuyện gần gũi với con rể như vậy.
Cô giải thích vì sợ nói to sẽ làm phiền giấc ngủ của bác. Bà Tai lại càng thêm tức giận đuổi Ưng Cang về. Sau khi ra ngoài, Ưng Cang liền gọi điện cho ba Gia kể lại hết chuyện vừa xảy ra. Ba Gia không hề biết sao mẹ lại giận Ưng Cang, chỉ đành xin lỗi cô bạn. Khi trở về nhà, mẹ liền nói hết mọi chuyện cho ba Gia, nói khi nãy nhìn hai đứa nói chuyện gần thế này thật không biết xấu hổ. Ba Gia giải thích vì chồng muốn cảm ơn cô bạn nên mới muốn chăm sóc Gia cho Ưng Cang. Dù có nói thế nào, mẹ cô cũng nhất quyết giữ vững quan điểm của mình. Loại người như Ưng Cang chắc chắn có vấn đề. Hồi nhỏ đến nhà chơi cũng không hề tự coi mình là người ngoài. Ba Gia lại cho rằng vì mẹ ốm nên mới nghi ngờ nhiều chuyện như vậy. Cho dù không có cha Won thì con cũng không thể thiếu Ưng Cang được. Phì phui cái mùng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ba Gia không ngờ rằng câu nói này lại vận vào người mình. Con gái vừa rời đi thì đột nhiên có tiếng nhập mật khẩu cửa. Bà lập tức nhớ lời dặn của con gái, nếu như mẹ chồng đến thì nhất định không được mở cửa. Bà mở camera nhìn thì quả nhiên là bà Thông Gia. Bà sợ hãi gọi điện cho con gái. Phía bên cha Won cũng nhận được điện thoại của mẹ muốn con trai cho mình mật khẩu nhà. Cha Won hốt hoảng chạy về nhà, không ngờ rằng bà nhìn thấy con trai thì lại càng ngạo mạn kêu anh đứng một bên nhìn. Chắc chắn bà sẽ phá được mật khẩu này. Cha Won trực tiếp kéo mẹ ra ngoài và đưa bà lên taxi trở về. Lúc này ba Gia cũng chạy đến nói không thể tiếp tục giấu giếm được. Nếu như lần sau lại như vậy thì không biết mẹ cô sẽ bị bệnh nặng thật đấy. Cô muốn chồng phải nói hết mọi chuyện cho mẹ, muốn mẹ chồng không được tùy ý xông vào nhà mình. Thấy người chồng không nói gì, cô liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho mẹ chồng. Anh muốn tự mình giải quyết mọi chuyện nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giành điện thoại, anh đã vô tình đẩy ngã người vợ. Lần này cô thật sự đã tức giận tát người chồng và đề nghị ly hôn. Cha Won sầu não đến tìm Ưng Cang tâm sự. Khi nghe nói ba Gia muốn ly hôn, mắt cô nheo lại một chút. Anh tiếp tục kể về chuyện của hai người mẹ. Ưng Cang lại nói nếu đã khác biệt, nói các phụ huynh đa số đều như vậy, là phận con thì mình cứ nhịn cho qua thôi. Lòng tự trọng và dã tâm của ba Gia rất lớn, từ nhỏ đến lớn không phải chịu uất ức gì nên bây giờ như vậy là đã nhẫn nhịn nhiều rồi. Khi kết hôn cũng áp lực rất lớn vì phải gánh nợ cho bố, vì thế mới kéo dài chuyện sinh con. Khoản nợ của bố sao? Không biết vô tình hay cố ý, Ưng Cang đã nói ra hết bí mật ba Gia muốn che giấu. À không, em nói nhầm, vậy em mau nói đi, khoản nợ gì? Sinh con muộn là vì khoản nợ sao, Ưng Cang? Tiếp đó Ưng Cang đi chăm sóc mẹ của ba Gia như thói quen. Đầu tiên là giúp bà đi tắm một cách thoải mái, mẹ ba Gia lại nói. Với tay nghề của mình cô có thể đi làm nhân viên kỳ cọ, còn bảo cô ngày mai đi phỏng vấn thử xem. Tuy bị sỉ nhục như thế nhưng cô vẫn làm một bàn ăn đẹp mắt. Không ngờ bà ta vẫn tiếp tục dùng lời nói đặc mùi thuốc súng với Ưng Cang. Đầu tiên là khen ngợi tay nghề, đồng thời bảo cô có thể mở quán ăn được rồi. Sau đó lại nói đến cách ăn mặc của Ưng Cang, trên tay cầm chiếc túi con gái mình tặng. Cả bộ đồ đang mặc cũng là do ba Gia mua tặng. Bà còn hỏi cô còn nhớ khi còn nhỏ đã nộp học phí cho cô không, chuyện này cháu sẽ nhớ mãi trong lòng. Mục đích của bà muốn nói rằng con gái mình vẫn luôn đối xử tốt với cô vô điều kiện. Bà mong Ưng Cang không vì thế mà vọng tưởng họ là người cùng đẳng cấp, đừng mơ nghĩ lấy những thứ không thuộc về mình. Ưng Cang cũng hiểu bà đang muốn mình giữ khoảng cách với cha Won. Cháu phải đi làm rồi, cháu xin phép đi trước ạ. Lúc cô rời đi trùng hợp gặp cha Won đang về nhà. Anh cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô với mẹ vợ, tối đó anh tìm người vợ nói chuyện. Anh rất nghiêm túc nói giữa vợ chồng thì không nên có bí mật. Anh muốn ba Gia nói về khoản nợ cho mình, cô lại cố tình lờ qua chủ đề ấy. Cha Won tức giận chỉ có thể vào nhà tắm dùng nước lạnh để bình tĩnh. Ngày hôm sau Ưng Cang gọi điện tới hỏi thăm, không ngờ cha Won lại tha thứ cho ba Gia như vậy. Anh nói rằng tuy cô ấy lừa dối mình suốt 7 năm nhưng cũng phải gánh áp lực không nhỏ. Anh cảm ơn Ưng Cang đã nói ra sự thật để anh biết vợ đã vất vả thế nào. Ưng Cang nghe những lời nói đó thì rất thất vọng. Cứ tưởng hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ nhưng không ngờ anh ta lại càng thương vợ. Rất nhanh Ưng Cang lại nghĩ ra một chiêu khác, cô lấy cơ đưa đồ cho ba Gia. Khi vừa thấy Ưng Cang, ba Gia liền xin lỗi về những chuyện mẹ mình đã làm, đồng thời giải thích vì sức khỏe mẹ yếu nên mới như vậy. Ưng Cang không tiếp lời hỏi có phải hai vợ chồng họ đã làm hòa với nhau phải không. Sau khi nhận được câu khẳng định, Ưng Cang lại bắt đầu tác quái tác quái. Cô xúi giục cô bạn đừng yếu đuối vì chăm sóc mẹ là nghĩa vụ. Ưng Cang rời khỏi nhà ba Gia xách theo hai túi đồ, lấy cớ là dọn dẹp vệ sinh đến nhà mẹ chồng ba Gia. Bà ta càng nhìn Ưng Cang càng hài lòng. Bà còn nói rằng nếu cô là con dâu mình thì tốt biết mấy. Nói một hồi lại chuyển sang mắng nhiếc ba Gia. Và lúc này Ưng Cang bảo vệ cô bạn của mình, bảo là do công ty cô ấy gần đây rất bận, sau đó còn cố tình nói ra chuyện mẹ ba Gia ở nhà. Bà Thông Gia bất ngờ, cô ta đón mẹ về ở rồi. Nghe được tin này quả nhiên bà mẹ chồng đã nổi giận, trực tiếp lao ra ngoài tìm đến hai mẹ con không biết xấu hổ kia. Ưng Cang chạy theo đằng sau gọi điện cho cô bạn, có cần báo cảnh sát không, nếu dọa đến mẹ cậu thì hỏng. Báo cảnh sát với tội xâm phạm nhà riêng, nghe đến phải báo cảnh sát ba Gia có hơi do dự. Cô nhờ Ưng Cang cản mẹ chồng, còn mình sẽ lập tức trở về. Đến nơi bà đề nghị Ưng Cang mở cửa. Tuy ngoài mặt cô ta tỏ ra lo lắng nhưng vẫn chậm chậm mở cửa. Nhìn thấy bà Thông Gia, mẹ ba Gia đứng đó sợ hãi như vừa làm chuyện sai trái. Bà không ngừng xin lỗi đối phương, bảo rằng mình chỉ ở tạm vài ngày rồi đi ngay. Lúc bà ta chuẩn bị nổi đó thì ba Gia đã về tới. Tuy mẹ bảo cô hãy mau xin lỗi nhưng cô cảm thấy bản thân không làm gì sai, ngược lại bảo mẹ chồng mau ra khỏi nhà mình. Ôi trời ơi, cô ta lại dám nói chuyện với tôi như thế. Nhìn thấy thái độ như vậy của mẹ chồng, cô càng nói càng kích động. Cô dường như muốn đem hết những ấm ức bao năm nay nói ra hết. Dựa vào đâu mà tôi phải đi, đây là nhà con trai tôi. Không ngờ bà mẹ chồng này lại ngồi luôn xuống sofa. Bà nhất quyết không về nếu bà Thông Gia không rời khỏi đây.
Con xin mẹ hãy về đi. Cái gì? Báo, báo cảnh sát. Dùng cái lá gan chó của cô đi, đồ hèn hạ vô liêm sỉ. Hôm đó đúng lúc con trai về nhà thì thấy cảnh mẹ mình bị cảnh sát tóm đi. Anh lập tức bước tới hỏi lý do, thấy con trai bà mẹ ngay lập tức bật khóc. Bà tuôn ra những nỗi ấm ức của mình còn cáo trạng tội của con dâu. Nghe lời mẹ kể cha Won rất khó xử, anh về nhà chất vấn người vợ sao phải làm đến mức này. Cho dù người lớn có sai thế nào thì bà vẫn là mẹ của anh. Thấy hai vợ chồng họ mâu thuẫn, Eun Kang cười thầm trong bụng. Tối đó cô đến tìm cha Won khi anh đang ngồi uống rượu. Cô bày tỏ mình rất hiểu tâm trạng của anh lúc này. Cô còn nói lúc chiều trông thấy cảnh sát cũng bị dọa sợ. Cha Won ngàn vạn lần không biết chú ý báo cảnh sát là của người đàn bà đang ngồi cạnh mình. Buồn cười là Eun Kang còn đứng trên góc độ của ba gia mà nói. Việc này xảy ra cũng khiến cô ấy rất buồn và khuyên bảo cha Won nên rộng lượng hơn. Người đàn ông này đã nghe lọt tai lời khuyên nên sáng hôm sau đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người vợ. Tiếp theo là tin nhắn đã đặt khách sạn để hai mẹ con cô ra ngoài thư giãn. Chi phí đều do anh chi trả, còn anh sẽ ở lại đây thu dọn tàn cuộc. Nhận được tin nhắn, ba gia rất vui đưa cho Eun Kang xem. Cô vừa cãi nhau với mẹ chồng mà cứ thế ra ngoài nghỉ dưỡng có ổn hay không? Cô đâu ngờ đây là chủ ý của Eun Kang. Cô ta an ủi rằng nên ra ngoài nghỉ dưỡng, còn mình sẽ ở nhà chăm sóc con gái cho cô. Thế là cô quyết định sẽ làm nốt những chuyện cần thiết rồi đi. Có lẽ vì đả kích từ mẹ ba gia nên Eun Kang ngày càng cố gắng làm đề thi giáo viên đến cả chảy máu mũi. Đây là lần thứ tư cô bước vào cánh cửa thi giáo viên. Chỉ vài ngày sau, ba gia liền đưa mẹ ra ngoài, nhưng không ngờ vừa xuống máy bay cô lại gặp được người bạn hồi cấp 3. Trong lúc hai người ngồi tán gẫu, ba gia đã kể chuyện mình gặp phải gần đây. Không ngờ người đàn ông này lại bảo ba gia hãy về bên cạnh mình. Anh còn nói bản thân nhiều năm qua chưa từng kết giao với cô gái nào, bởi vì trong tim của anh chỉ có một mình ba gia. Cậu đủ rồi nha, uống đi. Lẽ nào hồi ức ở Italia có thể dễ dàng quên đi như vậy sao? Đến giờ cô không biết ở Italia đã xảy ra chuyện gì. Hai người sau đó đã ra ngoài tản bộ, cô cũng khẳng định với anh mình là người đã có chồng. Khi cô định rời đi thì người đàn ông đã kéo cô lại. Tuy nhiên có một điều chắc chắn ba gia không biết. Cuộc gặp tưởng chừng như tình cờ này thực chất là do Eun Kang sắp đặt. Trước đó Eun Kang đã tìm gặp người đàn ông này nói hết lịch trình cũng như những chuyện gần đây của ba gia. Eun Kang lúc này lấy danh nghĩa chăm sóc con của bạn thân mà đến nhà ba gia. Cô tiến vào phòng ngủ, đụng chạm vào đồ vật trong phòng, ảo tưởng mọi thứ đều là của mình. Cô thản nhiên ngâm mình vào bồn tắm như là chủ nhân của nơi này. Sau khi cha Won trở về thì mở một chai rượu vang, nhớ lại quãng thời gian của hai người, đầu tiên là nói về sự thân thiết của họ. Không chỉ cùng nhau xem phim mà đến mì tôm còn chia nhau. Cô dường như nghĩ đến điều gì đó mà ngại ngùng e thẹn khiến cha Won tò mò. Eun Kang mạnh dạn nói lúc đó hai người họ đang chơi trò tình yêu bí mật. Lời nói của cô khiến anh giật mình, quả thực hành vi lúc ấy của bọn họ rất giống đôi yêu nhau. Cô nhắc về nụ hôn của hai người rồi che mặt e thẹn. Cô cũng nói rằng mẹ ba gia nói không hề sai, bản thân đã bám theo ba gia chiếm lợi, quần áo túi xách hầu hết đều là ba gia tặng. Cô cảm thấy bản thân như người trong suốt khi ở gần ba gia khiến cha Won cảm thấy cô thật đáng thương. Cô nói hết mọi chuyện rồi bật khóc nức nở nên đã chuyển qua ngồi bên cạnh cho Eun Kang mượn bờ vai. Anh cũng an ủi cô hãy ở lại nhà mình đêm nay. Khi trở về phòng, Eun Kang thay đổi thái độ, mặc lên bộ đồ ngủ gợi cảm, xịt nước hoa quyến rũ nơi cổ. Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh bản thân đã chịu ấm ức. Cô thả mái tóc xuống nhìn bản thân trong gương. Cô cảm thấy mình mới là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Đồng thời cô cũng hạ quyết tâm lấy lại những gì vốn nên thuộc về mình ngay trong đêm nay. Nửa đêm cha Won thức dậy uống nước, không ngờ Eun Kang lại đứng ở ban công hóng gió. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, anh sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà sợ hãi quay lưng rời đi. Eun Kang bắt tay anh lại. Video vạch trần người đàn ông trong đám cưới đã nhanh chóng lên top tìm kiếm trên mạng. Eun San nhận ra nữ chính trong video lại là chị gái thường ngày hiền lành của mình. Một mặt hống hách của chị gái cũng khiến cô em rất bất ngờ mà không hề biết chị gái vốn dĩ là một người có tâm cơ. Hôm đó mẹ Eun Kang vô tình phát hiện chồng đang chim chuột với cô chủ tiệm làm tóc. Bà tức điên lên chỉ muốn xé xác bà chủ ra. Người chồng sợ hãi trốn đi và trách móc con gái sao không ngăn người mẹ lại. Có một người bố như vậy chỉ khiến Eun Kang thở dài bất lực. Về nhà người mẹ than khóc với Eun Kang về chuyện của người bố. Dù vậy bà nhất quyết không ly hôn với chồng. Hai đứa con gái đã quá mệt với sự than trách của người mẹ. Eun San còn cảm thấy sợ chuyện lấy chồng khi thấy mẹ mình như vậy. Hai đứa con gái trách người mẹ đã luôn để họ phải nhìn thấy một gia đình không hòa thuận như vậy. Mặc dù rất giận mẹ nhưng cả hai vẫn tìm đến quán rượu gặp người bố. Người bố vẫn chưa hiểu được lỗi sai khi mình ngoại tình, ngược lại còn trách mắng con gái vì không ngăn cản mẹ khiến mình mất mặt. Eun San thấy bố mình như vậy thì biết hôm nay có khuyên nhủ cũng vô ích. Cô rời khỏi quán rượu và đi thẳng đến tiệm làm tóc để giải quyết vấn đề. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt của Eun Kang dễ bắt nạt nên đã dọa sẽ đến bệnh viện khám và kiện ngược lại mẹ cô. Eun Kang bước vào liền thay đổi thái độ, cô đe dọa sẽ nói hết mọi chuyện cho những bà vợ của các đàn ông thường xuyên đến gội đầu. Từ từ đến gần ép bà ta phải âm thầm rời khỏi đây nếu không muốn lớn chuyện. Cô gái 28 tuổi bất chấp tất cả để yêu một ông chú 50 tuổi. Cảm giác ôm ông chú như ôm cả thế giới. Mấy hôm trước Eun San lên kế hoạch dụ dỗ ông chú, điều này cũng khiến ông chú như được hồi xuân. Nằm trên giường nghĩ đến cô mà bất giác nở nụ cười. Tình cảm bất ngờ này cũng khiến ông chú hơi lúng túng. Khi Eun San đợi ông tan làm, ông chú lại không biết phải đối mặt như thế nào. Khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng như một người mới biết yêu.
Eun San lại liên tục tìm kiếm cơ hội tiếp cận ông chú. Đến cả thời gian ăn trưa cô cũng cố tình gấp thức ăn cho ông chú. Sợ mọi người phát hiện ra nên ông vẫn cố tình tránh né. Nhưng sau đó lại bị Eun San trêu chọc đến nổi phun cơm ra. Lúc này cô nhắn tin rủ ông chú đi cắm trại với mình lần nữa rồi trốn dưới gầm bàn ngồi cười. Ông chú dù đã có vợ nhưng không khỏi hưng phấn khi nhận được tin nhắn này. Trên đường về ông chú lại nhận được tin nhắn của Eun San nên đã quay đầu xe lại. Dù trong lòng vẫn có sự do dự nhưng vẫn không thể kìm được ham muốn của bản thân. Ngay khi anh bước vào phòng nhìn Eun San lao vào vòng tay mình như một con thú bông nhỏ. Tất cả sự do dự trước đó đều tan biến hết, cảm nhận cái ôm của cô gái trẻ. Nhìn bộ dạng nhắm mắt đáng yêu của ông chú, cô nhẹ nhàng trao anh một chiếc hôn để khích lệ. Họ giống như một đôi tình nhân thật sự cười đùa trong căn chung cư nhỏ này. Những hành vi bất thường này của họ cũng khiến bố vợ nghi ngờ, trên bàn là những chậu cây tình nhân. Ông còn phát hiện chiếc lá trên bàn của Eun San giống hệt như cái được tìm thấy trong lốp xe cắm trại. Con rể cũng thường xuyên lấy lý do ở lại công ty tăng ca khiến ông càng thêm nghi ngờ. Ông liền một mình đến công ty kiểm tra, quả nhiên không thấy con rể đâu. Ông liền kiểm tra camera và không thấy hình bóng con rể đâu. Lúc ông Park chuẩn bị rời đi thì đúng lúc ông chú đi ra từ sau núi. Nhìn bố vợ, ông chú liền nói dối rằng gần đây công ty thường xuyên mất tài liệu nên mình đi ra sau kiểm tra một chút. Dù hơi nghi ngờ nhưng bố vợ cũng không thắc mắc gì thêm. Thì ra tối hôm đó có một chàng trai thông minh cũng tăng ca bí mật nói tin Lee Won đến kiểm tra đột xuất. Ông Park trở về nhà cầm sợi tóc tìm thấy trên xe con rể, ngẫm nghĩ bí mật của hai người họ không biết còn giấu được bao lâu nữa. Gia đình này cũng thật ghê tởm, chị gái không những muốn chiếm chồng bạn thân mà còn sắp xếp cho em gái vào nhà đó làm việc. Cô em gái cũng thật ghê gớm, mới đi làm không bao lâu đã hạ gục được giám đốc có vợ. Càng khoa trương hơn là Eun Kang còn định sắp xếp cho mẹ mình vào nhà bố cha Won làm bảo mẫu. Thật sự là muốn hút máu nhà ông chủ như ký sinh trùng vậy. Do sự bận rộn gần đây của Eun Kang nên nhà ông Park gần đây không có ai nấu ăn và dọn dẹp. Vì vậy cả nhà quyết định thuê bảo mẫu. Ông Park vốn rất keo kiệt, ngoài ra còn rất khó tính. Vì nấu cơm nhão một chút mà cô bảo mẫu đến thử việc đã không được nhận. Hôm đó Eun Kang tình cờ đang đến nhà họ thì gặp cô bảo mẫu mới bước ra. Vừa đến nhà cô liền giới thiệu một bảo mẫu khác cũng chính là mẹ ruột của cô. Để mẹ mình thành công ứng tuyển công việc này, Eun Kang cũng phí rất nhiều sức lực. Đợi đến ngày nhận việc, Eun Kang lại dặn mẹ đừng để Lee Won biết họ là hai mẹ con. Quan trọng hơn là mẹ đến để làm tay mắt, có chuyện gì phải báo cho mình. Được sự giúp đỡ của con gái thêm bản tính nhanh nhẹn, rất nhanh bà đã nhận được công việc này. Nhưng quen thói nhiều lời, bà đã vô tình nói ra chuyện ông chú có thể đang ngoại tình bên ngoài. Bà còn vô tư lấy chồng mình làm ví dụ. Câu nói vô tình này cũng khiến Lee Won chú ý. Bà không hề biết rằng lời nói của mình đã vạch trần con gái Eun San. Bên này hai người chẳng biết chuyện gì mà vẫn ở bên nhau rất vui vẻ. Chỉ một động tác gắp thức ăn của cô gái đã khiến giám đốc đổ gục. Đây là cảm giác gia đình mà anh chưa từng cảm nhận được, giọt nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Nhìn thấy giám đốc rơi lệ, Eun San biết rằng bản thân đã dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng ông chú. Mấy ngày trước Eun San chọn lựa kỹ lưỡng một sợi dây chuyền bên đường. Cô vẫy tay ra hiệu cho ông chú đến thanh toán với giá hơn 9.000 won. Anh muốn cô chọn một sợi đắt hơn nhưng cô lại muốn lấy số tiền còn lại cho buổi dạo phố cùng anh. Sau đó cô lại càng phấn khích đưa Nam Chun vào quán karaoke, đây là một nơi khá mới mẻ với anh. Cô muốn đưa anh đi trải nghiệm một cuộc sống khác biệt với trước kia để anh có thể thoải mái thư giãn đầu óc. Trong phòng hai người lần lượt đứng lên hát bung xõa với những ca khúc mình lựa chọn. Trên đường về cô đã mạnh dạn tỏ tình với giám đốc. Nam Chun không hề biết rằng việc gần đây mình thường xuyên đi sớm về muộn đã khiến bố vợ để ý. Sau nhiều lần phát hiện cọng tóc trong xe cũng như trên phòng con rể, ông quyết định tự mình lén lút theo dõi. Sau khi phát hiện Nam Chun cầm bó hoa tươi bước xuống xe, họ càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình. Ông nhờ người tài xế đi cùng thăm dò căn phòng con rể định vào. Ông cũng không ngờ rằng người mà con rể mình ngoại tình lại chính là con gái của ông tài xế này. Khi ra khỏi thang máy, Nam Chun không chút phòng bị dễ dàng bị ông tài xế nhìn được số phòng. Ông vội vàng chạy xuống báo cáo với ông Park. Eun San đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn để chào đón người mình yêu, như một người vợ ngoan hiền đón người chồng đi làm về. Bản tính chiếm hữu của cô trỗi dậy thôi thúc cô chiếm lấy anh. Chỉ là hành động gắp thức ăn bình thường đã khiến giám đốc cảm nhận hơi ấm chưa từng có. Anh nắm lấy tay cô bày tỏ nỗi lòng của mình, nhìn thấy người mình yêu cảm động như vậy. Cô được nước lấn tới muốn anh nhảy theo video và phải mặc áo ba lỗ. Khi hai người đang thưởng thức bữa ăn thì ông Park và tài xế đã đứng trước cửa. Vừa bấm chuông xong cả hai lại trốn bên góc tường. Ông tài xế nhìn thấy người ra mở cửa là con gái mình nên đã tìm cách khiến ông Park hoãn việc đánh ghen dùng con gái. Đợi khi con gái mình đi xa ông mới hoàn toàn yên tâm. Nam Chun không hề biết gì, vừa đánh răng vừa tập điệu nhảy mà người tình yêu cầu. Đến giờ ăn cơm anh cũng tay máy tay chân mà không biết bố vợ đang tìm cách để anh lộ bản chất. Cô con gái ngốc nghếch cho rằng gần đây tâm trạng của người chồng rất tốt nên sớm đưa sổ tiết kiệm cho chồng. Ông nghe vậy lại càng tức vì con gái mình lại tin tưởng tuyệt đối vào người chồng như vậy. Sau khi ăn cơm xong ông bố lại bước đến hỏi chuyện con gái. Ông sợ rằng con gái sẽ không sống được khi người chồng rời đi. Câu hỏi kỳ lạ của người bố khiến cô con gái cả đêm ngủ không ngon giấc. Nửa đêm tỉnh dậy thấy chồng không nằm bên cạnh nên đã kiểm tra điện thoại của chồng. Kiểm tra mãi vẫn không có điều bất thường, tên của Eun San đã bị đổi thành tên của bạn học. Cô quyết định lén lên chiếc xe của chồng và phát hiện một bịch thuốc trầm cảm. Nhớ lại bao năm qua của chồng, mỗi lần chồng cãi nhau với bố mẹ cô đều mặc kệ không quan tâm.
Cảm thấy người chồng đã quá thiệt thòi nên cô quyết định thay đổi. Hai người cùng nhau đi ăn bữa tối, cô cẩn thận gói cho anh miếng thịt và nũng nịu mời anh ăn. Sự thay đổi của người vợ khiến anh rất bất ngờ. Bất ngờ hơn là cô vợ lại chủ động rủ anh đi khách sạn. Cô còn nói ra chuyện bố và cô giúp việc nghi ngờ anh ngoại tình. Cô giúp việc ngày nào cũng rủ ông Park đi mua rau cùng và cười đùa rất vui vẻ khiến người vợ ghen lồng lộn. Hôm đó lúc cô giúp việc vừa đi làm thì gặp Nam Chun đi làm mặc đồ rất bảnh bao. Cô cố tình nhắc nhở anh đừng lộ liễu rồi về báo cáo cho ông Park. Qua mấy ngày suy nghĩ cuối cùng ông cũng quyết định gọi con rể ra nói chuyện riêng. Ông đề nghị anh gọi điện cho cô gái kia chấm dứt mối quan hệ của họ. Đối mặt với lời đe dọa của bố vợ anh cần có thời gian để suy nghĩ. Chỉ là không biết anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với vợ hay tiểu tam. Còn bên Ba Gia đã bán sạch bộ sưu tập trang sức của mình. Vì muốn chúc mừng nên Tae Han đã mời cô đi uống rượu nhưng không muốn anh mời chồng mình đến. Nghe đến đây Eun Kang giả vờ có điện thoại và rời khỏi quán rượu. Vừa đến nhà cô liền gọi điện cho cô bạn thân Ba Gia, quả nhiên người nghe máy lại là Tae Han. Ba Gia đã quá say nên cô dặn anh chăm sóc tốt cho cô bạn của mình. Vừa tắt máy cô lại gọi điện cho chồng bạn thân nói hết mọi chuyện. Nhận được vị trí Eun Kang gửi, Cha Won lập tức chạy đến và nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Hai người đàn ông vừa gặp nhau đã đối chọi gay gắt. Lúc bắt tay Cha Won muốn thể hiện một chút uy quyền. Tae Han chỉ mỉm cười nói rằng Ba Gia gần đây chịu quá nhiều áp lực nên đã thả lỏng một chút. Chuyện triển lãm bị hủy cũng khiến cô suy sụp nên chuyện bán hết trang sức hôm nay đã khiến cô rất vui. Hai người lay cô dậy một hồi lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tae Han muốn cõng Ba Gia nhưng đã bị Cha Won ngăn lại. Dù gì anh cũng là người chồng chung chăn gối với cô. Vừa cõng lên xe Ba Gia liền tỉnh lại hôn gió chào tạm biệt anh bạn Tae Han. Cảnh tượng này khiến người chồng tức điên người, trở về nhà bà mẹ vợ còn hỏi con gái mình đã xảy ra chuyện gì. Anh nổi nóng đáp lại vợ mình đi uống rượu với Tae Han nên mới thành ra như vậy. Nói xong anh liền vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi, một lát sau Ba Gia tỉnh dậy. Mẹ cô liền nói về chuyện con rể hình như rất tức giận muốn con gái tìm cơ hội xin lỗi chồng. Ba Gia lại cảm thấy bản thân không làm gì sai nên cũng không để ý đến lời mẹ nói. Cha Won tức giận cả đêm lại đến tìm Eun Kang muốn biết mối quan hệ của vợ mình với anh bạn kia. Eun Kang vẫn đóng vai một cô bạn tốt giải thích họ chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng anh lại cho rằng trước đây chính Eun Kang nói rằng giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng. Cô an ủi anh đừng vì chuyện tối hôm qua mà suy nghĩ nhiều. Có điều Cha Won biết rằng vợ chồng mình đang đối mặt với thử thách rất lớn. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây khiến anh hiểu ra. Anh hoàn toàn không hiểu vợ mình là người như thế nào. Từ việc trước đây báo cảnh sát bắt mẹ anh đến việc gặp gỡ Tae Han, đến cả chuyện công ty xảy ra vấn đề cũng báo cho Tae Han biết đầu tiên. Anh nghi ngờ số tiền mà vợ mình vay cũng là của Tae Han. Thực chất đó là số tiền mà vợ đã vay mượn của mẹ anh. Mặc dù Ba Gia đã dặn không được nói ra nhưng con rắn độc này vẫn dùng lời lẽ ba phải nói đây đều là do công việc cần. Hơn nữa tính cách của Ba Gia cũng là kiểu công tư phân minh. Nói xong cô ta liền rời đi rồi xuất hiện cảnh rơi khăn tay ở. Anh cũng nghe được chuyện vợ mình với anh bạn kia. Ba Gia trực tiếp tát thẳng vào mặt Tae Han muốn anh tránh xa mình một chút. Không muốn anh cứ dây dưa với mình. Cảnh này cũng bị người chồng ngồi trên ô tô nhìn thấy. Hóa ra trưa hôm nay Eun Kang đến nhà chăm sóc mẹ Ba Gia. Lúc nấu cơm xong bà mẹ vào trong phòng bật máy ghi âm lên. Bà Gia ngoài cố tình gây sự chất vấn Eun Kang tại sao Ba Gia đi uống rượu với bạn cô lại gọi Cha Won đến. Mặc dù Eun Kang nói rằng vì mình lo lắng cho bạn thân, nhưng bà biết rõ cô gái này muốn phá vỡ hạnh phúc của con gái mình nên mới làm vậy. Cho dù Eun Kang giải thích cô không hề có ác ý như trong lòng mẹ Ba Gia hiểu rõ con rắn độc này muốn gì, bà chế giễu Eun Kang luôn sống bám vào con gái mình. Cô thừa nhận Ba Gia đối xử với mình rất tốt nhưng cũng mang lại vết thương không thể xóa nhòa. Nghe đến đây bà kinh ngạc vì sự vô liêm sỉ của con nhỏ này. Bà quyết định sẽ nói về bộ mặt thật sự của Eun Kang cho con gái biết. Eun Kang lớn tiếng nói rằng mình phải sống dưới sự khinh bỉ của mẹ con họ cũng là một loại tổn thương. Cô cũng thừa nhận muốn thấy vợ chồng Ba Gia cãi nhau. Mẹ Ba Gia tức giận nhưng sờ đến chiếc điện thoại đang ghi âm trong túi bà quyết định xử gọn con rắn độc này. Rất nhanh bà đã gọi ba người đến nhà rồi kêu Cha Won mở đoạn ghi âm vừa rồi. Bà đắc ý nhìn đối phương còn Eun Kang sợ hãi không biết nên làm gì. Nhưng xui cho bà là đoạn ghi âm chỉ ghi lại được đoạn đầu của câu chuyện về lời nói của bà. Thấy bà không thể đưa ra bằng chứng xác thực Eun Kang liền diễn đôi mắt ngấn lệ chạy ra ngoài. Ba Gia cảm thấy mẹ mình thật sự quá đáng lắm rồi, nhưng vì có cuộc họp quan trọng nên phải rời đi ngay. Còn lại Cha Won lại lớn tiếng trách mắng mẹ vợ. Sau khi tan làm Cha Won đến tìm vợ muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy vợ mình tát thẳng mặt Tae Han. Hành động này cũng khiến hình tượng của vợ trong lòng anh sản sinh vết nứt. Anh lặng lẽ tìm đến Eun Kang muốn biết sự thật. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, Eun Kang nhẹ nhàng đặt tay lên an ủi. Dù trong lòng anh đang rất hỗn loạn nhưng lại xin lỗi Eun Kang. Anh cảm thấy vì bản thân dạy mẹ vợ cách ghi âm nên mới hại Eun Kang như vậy. Anh cũng nghĩ vợ mình rất áy náy. Eun Kang lại nói rằng có lẽ Ba Gia không coi mình là bạn nên đã không gọi điện hỏi han. Cô bộc bạch hết về thân phận thấp hèn của mình nên mới bị nghĩ là một kẻ lợi dụng, thậm chí còn dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô. Thấy Eun Kang buồn bã như vậy anh liền an ủi cô nàng. Nghe thấy lời an ủi ấy, cô ngấn lệ hỏi rằng có phải mình cũng là một người đáng được trân trọng. Đối mặt với câu hỏi của cô anh liền dùng hành động để chứng minh bản thân không nói dối. Về tới nhà thanh niên giật chiếc iPad trên tay vợ đột nhiên hưng phấn lạ thường, nhưng không ngờ cô ấy lại chạy thẳng ra ngoài. Đầu tiên là vào phòng mẹ nhỏ tiếng xác nhận xem mẹ đã ngủ chưa, sau đó lại đến phòng con gái lấy cớ đắp chăn để thăm dò con gái còn thức không. Khi về đến phòng bởi vì người vợ chạy một vòng như vậy khiến người chồng cũng mất hết cảm giác. Ngày hôm sau Ba Gia liền kể chuyện này cho cô bạn Eun Kang nghe,
Nói xong lại thấy ngại vì bản thân luôn kể những chuyện thế này với một người chưa kết hôn như cô bạn. Thế nhưng Ưn Kang cũng đã quen với việc đó. Dù sao thì ngay từ lần đầu tiên Ba Gia cũng đã kể với cô hết rồi. Ba Gia lấy một chiếc khăn tay trả lại cho cô bạn. Mặc dù cô điềm tĩnh nhận lại nhưng không biết tại sao lại giải thích thêm. Cô nói rằng lần trước vì mình không cẩn thận làm đổ cà phê, sau đó chạy đi lau bàn để che đi sự hốt hoảng của mình. Hôm qua Ba Gia phát hiện chiếc khăn này trong túi áo chồng. Đây chính là chiếc khăn lần trước cô bạn cố tình đánh rơi. Cha Won lại nói rằng lúc đưa con gái ra ngoài chơi áo không cẩn thận dính kem. Có điều Ba Gia cũng không hề nghĩ nhiều, ngược lại biểu thị có thể cô bạn thật sự nói những lời quá đáng với mẹ. Nếu không mẹ mình cũng không quá đáng đến nỗi ghi âm lại cuộc trò chuyện. Cha Won lại cho rằng mẹ vợ tinh thần không ổn định, bởi vì anh nhiều lần nghe thấy mẹ nói điều ác ý với Ưn Kang. Trí nhớ của mẹ vợ cũng có vấn đề rồi dặn vợ nên đưa mẹ đi kiểm tra. Ba Gia không biết rằng hai hôm trước chồng nhận được thư Ưn Kang thổ lộ tình ý với anh, tình cảm hơn chục năm qua vẫn không dám thổ lộ. Cha Won bắt đầu cảm thấy thương cô gái tốt đẹp này nên mới thấy thái độ của mẹ vợ có vấn đề. Ngày hôm sau con gái nói trường mẫu giáo có hoạt động cần bố mẹ tham gia, nhưng Cha Won lại ngơ ngác. Hóa ra thư mời đã được gửi đến vợ từ lâu nhưng cô lại bận rộn mà quên mất. Người chồng tức giận vì vợ chỉ lo cho công việc. Thấy vậy cô liền gọi điện cho Ưn Kang nhờ cô thay mình đi tham gia hoạt động của con gái. Ưn Kang vô cùng coi trọng hoạt động này, cô đến tiệm giày lựa chọn kỹ lưỡng rồi mua một đôi sang trọng nhất. Tham vọng của cô lại chớm nở dẫn cô đến tiệm salon. Kết quả lọn tóc vừa uốn xong khiến cô rất hài lòng. Cô cảm thấy mình chính là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Sau khi đến nhà trẻ các bạn nhỏ vừa múa xong thì tổ chức các trò chơi. Cô bé vô cùng thân thiết với cô bạn thân của mẹ. Cuối cùng là trò chơi thổi bóng thế mạnh của Ưn Kang. Cũng vì thế cô bé đã thành côn đứng hạng nhất. Lúc nhận giải họ chụp ảnh với nhau rất vui vẻ. Ưn Kang đưa cho Ba Gia nhìn những bức hình. Ba Gia gặp Ưn Kang thì liên tục cảm ơn cô bạn. Con gái cũng gọi điện đến nói mình chơi rất vui. Ba Gia không ngờ rằng cách làm của mình đã suýt nữa khiến mình không bao giờ lấy lại được tất cả. Tối đến Ưn Kang nhìn người đàn ông quỳ dưới đất với vẻ mặt khinh bỉ. Người đàn ông quỳ xuống van xin bạn gái cũ tha thứ, bây giờ anh đã mất tất cả. Tê Di tỏ ra vẻ đáng thương muốn cầu xin bạn gái quay lại. Tình cảm của Ưn Kang bây giờ đã nguội lạnh nên liền ngồi lên xe bố rời đi khiến anh rất tức giận. Hóa ra mấy tiếng trước Tê Di say rượu vô tình ngồi lên xe taxi của bố Ưn Kang. Cũng chính bố cô đã chở anh đến chỗ con gái muốn Ưn Kang xử lý tên cha nam này. Ưn Kang bây giờ đang bận rộn nâng cao giá trị bản thân muốn lấy tất cả những thứ thuộc về mình bao năm qua. Thứ 10 năm trước bị người ta cướp mất, Ưn Kang quay nhẫn nhịn đã thả trái bóng đỏ đầu tiên trong lòng. Bây giờ trái bóng đỏ dường như đã quay lại bên cô. Ưn Kang không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Cô không muốn ngồi ẩn núp nữa quyết định chủ động tấn công. Đầu tiên cô gửi tin nhắn hẹn Cha Won gặp nhau bên bờ biển. Khi anh đang tìm cách lén đi thì Ưn Kang đã sắp xếp hết tất cả. Cô cũng gọi điện rủ Ba Gia đi cùng như hộ tống anh đến bữa tiệc rượu. Nhìn hai vợ chồng thân mật trong lòng Ưn Kang vô cùng hỗn độn uống cạn một ly. Ba Gia ngây thơ nhớ lại những chuyện trước đây mà đứng dậy hát một bài. Ưn Kang thổ lộ rằng mối tình đầu của mình chính là con trai của một gia đình mình từng làm gia sư. Nghe đến đây Cha U liền nhận ra đó là mình mà bị sặc. Ba Gia lại ngây thơ trách cô bạn sao không kể với mình. Thấy Ưn Kang buồn bã, Ba Gia lập tức an ủi rồi ra ngoài. Khi vợ rời đi anh mới chủ động hỏi tại sao Ưn Kang lại nói ra những chuyện này. Ưn Kang buồn bã rơi nước mắt rồi chạy thẳng ra biển. Cha U chạy theo ngăn cô lại. Ba Gia quay lại không thấy hai người đâu liền chạy ra ngoài tìm. Nhìn thấy hai người từ dưới biển đi lên cô vô cùng hoang mang. Ưn Kang nhìn thấy cô bạn thì lại bật cười một cách đáng sợ. Hôm sau Ba Gia mở túi sách của bạn thân ra, bên trong lại có ảnh chụp chung của ba người. Cô có chút khó chịu hỏi cô bạn đây là chuyện gì. Ưn Kang bước đến giải thích đó là chuyện ở trường mẫu giáo. Hôm đó Mi Pung nhất quyết đòi chụp hình chung. Mặc dù lời giải thích của cô bạn thân không có kẽ hở nhưng Ba Gia lại tỏ ra vô cùng ghen tị. Nhìn vào bức ảnh có cảm giác như một gia đình. Ưn Kang lúng túng nói rằng nhìn vào bức hình thì biết mình là gì rồi. Mặc dù cô bạn giải thích nhưng khuôn mặt Ba Gia vẫn hiện lên vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này Cha Won đi vào gọi vợ dẫn con gái cùng nhau đi ăn. Cô bé ngỏ ý muốn cô Ưn Kang đi cùng nhưng người bà lại nói đây là bữa ăn của gia đình. Ba Gia không hề biết rằng bức ảnh này là Ưn Kang cố tình để mình nhìn thấy. Hôm đó Ưn Kang trực tiếp lao xuống biển, Cha Won nhất quyết kéo cô lên bờ. Trên đường về cô giải thích là do bản thân đã uống say. Hơn nữa nói rằng bản thân gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên hơi kích động. Cha Won nhìn bộ dạng ồn ào của hai người lại không thể nào vui nổi. Bởi vì trong lòng anh hiểu rõ tại sao Ưn Kang lại có hành động như vậy. Về nhà Ba Gia nửa đêm mới tỉnh rượu, nghĩ đến mối tình đầu mà cô bạn thân kể. Cô bắt đầu nghi ngờ người đó là chồng mình. Cha Won lại phủ nhận nói người vợ chưa tỉnh rượu nên nói bậy. Ba Gia liền tìm đến mẹ nói chuyện, nghe nói Ưn Kang mặc áo con rể thì rất tức giận. Bà càng tức hơn khi con gái vẫn dửng dưng với con tiểu tam kia. Người mẹ đề nghị nên giữ khoảng cách với Ưn Kang, tốt nhất con gái nên thuê một người hỗ trợ khác. Ba Gia cảm thấy do dự vì không tìm ra người nào toàn năng như cô bạn Ưn Kang. Bà mẹ cho rằng cô đã quá dựa dẫm vào Ưn Kang khiến Ba Gia cũng phải suy nghĩ lại. Ưn Kang biết gia đình bạn ra ngoài ăn liền một mình chạy đến nhà Ba Gia. Ngồi lên chiếc giường trong phòng ngủ sửa đệm, sau đó lại lấy một chiếc áo vest từ trong tủ ra từ từ ôm vào lòng.
cuối cùng lại lấy một lọ lotion tham lam mở bình ngửi hương thơm. Lúc này gia đình Ba Gia đã về đến hầm gửi xe, Ưng Cang lúng túng làm đổ bình lotion. Khi họ vừa về đến nhà thì đã không thấy bóng dáng Ưng Cang đâu, Mi Pung chạy ra ban công gọi người dì. Người bà liền chạy ra dù không phát hiện Ưng Cang đâu nhưng cũng cảm thấy bất an. Ba Gia lại vô cùng tin tưởng cô bạn thân của mình nên bác bỏ sự nghi ngờ của người mẹ. Nhưng khi trở về phòng lại ngửi được mùi lotion nồng nặc và phát hiện chai bị đổ. Mẹ chồng độc ác giật lấy con búp bê trên tay cháu gái vì vô cùng ghê tởm. Bà đưa lên ngửi rồi làm vẻ mặt ghét bỏ. Bà liền đem con gấu bông thỏ đem vứt vào bịch rác trước cửa nhà. Cha Won đến đón con gái về, cô bé bắt đầu không ngừng quấy khóc. Anh vội vàng gọi điện cho chị để tìm giúp xem con gấu bông đã rơi ở đâu. Tìm cả ngày cô chị không thấy gấu bông đâu liền hỏi người mẹ. Bà lại bình tĩnh đáp rằng thấy con gấu bông bị bẩn nên đã vứt vào thùng rác. Lúc Ưng Cang đến nhà Ba Gia, Mi Pung liền chạy đến ôm cô. Người mẹ thấy cảnh đó thì rất tức giận mà gọi điện cho con gái về nhà xử lý nhưng không có phản hồi. Lúc này Ba Gia đang tham gia ở bữa tiệc cười nói nâng ly vui vẻ nên không cầm điện thoại. Ưng Cang tìm được búp bê cùng loại đem đến. Cha Won nhận lấy liền vội vàng chạy vào nhà khiến cô hơi thất vọng. Người chú trên xe nhìn thấy bộ dạng thất vọng của cháu gái dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Sau khi về nhà, Ưng Cang gọi điện hỏi tình hình của Mi Pung, cô bé đã ngoan ngoãn đi ngủ. Cha Won xin lỗi vì đã quên cảm ơn Ưng Cang khiến cô rất vui. Cô cũng đã tìm những con búp bê loại đó để dự phòng. Khi nhắc đến người vợ thì cha Won lại rất khó chịu. Đến tận 2 giờ sáng anh mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy vợ được Tê Han cõng về. Khi vợ tỉnh rượu anh cũng trút hết những chuyện mình ấm ức nói ra. Người vợ vì công việc mà đã bỏ bê chồng con khiến anh rất tức giận. Đến cả chuyện dạy học cho con cũng do một tay Ưng Cang làm. Anh cho rằng cô làm việc vì khoản nợ của cha mình chứ không vì cái gia đình này. Không chờ người vợ đáp lời anh liền nói đến chuyện của Tê Han khiến người vợ nhận ra Ưng Cang đã nói hết mọi chuyện. Bên này Ưng Cang cũng nhận được một cuộc điện thoại bị đe dọa. Cây kim trong quần cũng có ngày lòi ra. Ưng Cang lén xem điện thoại của em gái vô tình phát hiện em gái đang yêu một ông chú 50 tuổi. Cô liền theo dõi em gái và biết được căn hộ nơi họ thường gặp gỡ. Khi đang tra hỏi em gái thì ông chú cũng đang đứng trước cửa bấm chuông. Lúc cấp bách cô liền đẩy người chị vào nhà vệ sinh. Ưng San không hề biết rằng bố vợ của người mình yêu cũng đã phát hiện bí mật của họ. Vì bị người bố làm khó nên anh luôn trốn tránh Ưng San với lý do bận việc. Cuối cùng anh cũng quyết định hẹn Ưng San ăn một bữa sang trọng rồi chia tay. Ưng San dường như đã phát hiện trong ánh mắt của anh như có điều muốn nói. Anh mất bình tĩnh vào nhà vệ sinh suy ngẫm. Cuối cùng anh vẫn không thể từ bỏ mà hẹn ăn xong sẽ đến chỗ cắm trại nhảy cho cô xem. Biết được anh vẫn chưa quên bài tập mình giao khiến Ưng San rất vui mừng. Trở về chung cư Nam Chun thay một chiếc quần đùi áo ba lỗ nhảy một cách thật lố bịch. Cô vui vẻ dành một cái ôm cho anh khiến anh càng không thể chấm dứt được. Việc đau đầu nhất có lẽ à phải về nhà đối mặt với người bố vợ. Sau khi trì hoãn hết lần này đến lần khác anh muốn bố vợ cho mình thêm thời gian. Vì bị người bố bắt ép nên anh đã gọi điện cho Ưng San đọc theo tờ giấy người bố viết. Tự ý thay đổi lời thoại cũng như thái độ không kiên quyết khiến bố vợ rất tức giận. Ngày hôm sau Ưng San muốn hẹn Nam Chun đến chung cư hỏi rõ chuyện hồi tối. Không ngờ bố vợ lại đích thân đến công ty đón con rể tan làm vì không yên tâm. Ông kiên quyết không cho họ cơ hội tiếp xúc với nhau. Lại một ngày nữa trôi qua Ưng San trốn việc để lại tờ giấy cho Nam Chun nói cô đợi anh ở chỗ cắm trại. Nhìn anh thu dọn đồ đạc muốn chấm dứt đoạn tình cảm này khiến cô tức giận. Cả hai cãi nhau rất quyết liệt. Mặc dù Ưng San kiên quyết không muốn chia tay nhưng Nam Chun lại rất sợ bố vợ của mình. Vì sợ người tình làm điều dại dột nên anh quyết định hẹn Ưng San đến chung cư. Ai ngờ tin nhắn lại bị người chị đọc được. Ưng Cang ngồi trong nhà vệ sinh nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Ai ngờ người em gái hẹn hò lại là ông chú mình giới thiệu. Lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên. Hóa ra người vợ của Nam Chun đã đích thân đến đây đánh ghen tát thẳng mặt tiểu tam. Cô không chấp nhận chuyện chồng mình lại ngoại tình với cô bé chỉ hơn 20 tuổi. Dù bị thương nhưng cô vẫn cố gắng phá nát đồ trong căn phòng. Thực ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ưng San. Vì không muốn chia tay người mình yêu nên đã đến gặp Jim à kể chuyện mình yêu chồng bà. Hy vọng bà có thể ly hôn chồng để họ đến với nhau. Sau một đêm suy nghĩ cô quyết định đối diện với sự thật. Đưa cho chồng 3 triệu won bắt anh lựa chọn mình hoặc Ưng San. Cô khóc lóc vì bản thân đã moi hết ruột gan ra để đối xử tốt với anh. Đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Lần này cô muốn người chồng hãy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Vì thấy Nam Chun quá hèn nhát nên Ưng San đã quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện theo kế hoạch của mình. Geun à nhìn tờ chi phiếu bị chồng từ chối nên đã tìm đến chung cư. Đúng lúc chồng cô và Ưng San cũng đang ở đây, đây chính là điều Ưng San muốn. Mặc kệ sự ngăn cản của Nam Chun, cô mở cửa cho Jim à bước vào muốn cạnh tranh công bằng. Nhìn căn phòng bày trí ấm áp, Jim à tức giận muốn phá nhưng đã bị Ưng San ngăn lại. Cô tiểu tam này mặt dày nói cô chạy chấp nhận sự thật họ là trời sinh một cặp. Không ngờ lại nhận về một cái tát đau điếng. Nhìn con tiểu tam vẫn còn già mồm, cô liền giật tóc Ưng San nhưng bị người chồng ngăn lại vô tình đẩy ngã cô. Jim à thất vọng nhìn người chồng vô liêm sỉ của mình và nhận ra sự dại dột của bản thân. Cô đau lòng chạy ra ngoài lại vô tình gọi chúng taxi là người quen cũ. Anh tài xế run rẩy mở nhạc lên, bài nhạc khiến cô chú ý đến người tài xế mà khóc lóc. Ưng Cang tát Nam Chun sỉ nhục anh là trâu già thích gặm cỏ non nhưng không dám chịu trách nhiệm. Hóa ra khi Ưng San bị vợ anh bắt nạt anh đã không ở lại an ủi mà chạy theo người vợ. Ưng San cảm thấy sự cố gắng của bản thân bị Nam Chun hắt hủi rất đau lòng. Cô ôm chặt người chị tìm kiếm sự an ủi. Hai chị em vừa bước ra cửa thì gặp Nam Chun nên Ưng Cang đã tát anh và kéo cô em còn đang lưu luyến rời đi.
Cô tuyệt đối không thể để em gái mình ở bên một người hèn yếu như vậy. Nam Chun trở về nhà liền bị bố vợ đấm anh ngã lăn ra đất. Bố mẹ vợ thay con gái vừa đánh vừa chửi con rể một cách thập tệ. Cũng may cha Won trở về nhà nên bố mẹ vợ mới dừng lại. Nam Chun bày tỏ nỗi lòng của mình cho em rể nghe. Bố mẹ vợ chưa bao giờ coi anh là con người, còn Eun San lại rất thấu hiểu anh. Hôm sau Eun Kang tìm đến Nam Chun nói chuyện. Cô không muốn em gái mình bị tổn thương liền thay mặt em gái xin nghỉ việc. Cô yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm với em gái cũng như không được để gia đình vợ đụng đến Eun San. Nam Chun đến căn chung cư nhìn lén Eun San tìm kiếm sự giải thoát cho cả hai. Cuối cùng anh lựa chọn đưa cho Eun Kang 100 triệu won và bị cảnh cáo không được nghe điện thoại của Eun San. Cô trở về nhà đưa tiền cho em gái muốn cô chấm dứt mối quan hệ của họ. Cô cũng kể chuyện Nam Chun đang vui vẻ đi trượt tuyết, nhưng Eun San không chấp nhận cho rằng đây không phải ý của Nam Chun. Nghe chị gái la mắng, cô quyết định ra ngoài tìm Nam Chun. Vừa gặp cô liền tát anh một cái và vứt tờ chi phiếu xuống đất. Dù bị chửi mắng thậm tệ nhưng Nam Chun vẫn ân cần nhặt chi phiếu lên nhét vào tay Eun San. Vì muốn cô hoàn toàn chấm dứt tình cảm với mình nên Nam Chun nói ra đoạn tình cảm này chỉ là vui đùa. Cô tức giận tát anh rồi vứt tờ chi phiếu xuống đất mà rời đi. Jim à mặc dù nhìn thấy họ cãi nhau rất vui, nhưng khi biết chồng mình bồi thường 100 triệu thì tức giận bỏ đi. Vốn dĩ dẫn anh đi trượt tuyết để hàn gắn tình cảm, ai dè con tiểu tam cũng đến. Cô ấm ức đấm liên tục vào ngực người chồng như muốn trút hết sự uất ức bao lâu nay. Đến nhà cô vẫn không thể bình tĩnh được, nhớ lại chuyện hồi sang gặp tình đầu anh vẫn rất quan tâm cô khiến cô suy nghĩ lại. Suy cho cùng tình đầu vẫn hơn người chồng rất nhiều. Năm đó Jim à và anh từng rất yêu nhau nhưng chính bố cô đã đến đánh anh, đe dọa Daegeon phải chia tay con gái mình. Daegeon đang đi thì thấy ông Park nên muốn đâm chết nhưng nhờ có một người hàng xóm xuất hiện nên ông đã thoát mạng. Ông không hề biết mình vừa đứng trên bờ vực cửa tử. Jim A ở nhà nhìn thấy số điện thoại trên một tờ giấy rất cũ nên đã bấm gọi. Hóa ra đó là số điện thoại của tình đầu Daegeon. Vài ngày sau ba ra mở album ảnh ra thấy không có tấm ảnh nào của mình nên rất khó chịu. Ngày hôm sau đến công ty lại gặp Taeji, bạn trai cũ của Eun Kang. Anh ta đưa video Eun Kang làm loạn trong đám cưới của mình ra cho cô xem. Cô không thể tin cô bạn hiền lành của mình lại có thể làm chuyện như vậy. Đến văn phòng, Ba Ra nhặt được vòng cổ Eun Kang làm rớt và phát hiện dây chuyền là bị kéo đứt. Cô nhắn tin hẹn cô bạn đến văn phòng gặp mình. Phát hiện chuyện mình đi du lịch cũng là chủ đích của Eun Kang. Cô cùng dần nhận ra chuyện về khoản nợ cũng có thể là do Eun Kang nói ra. Dù Eun Kang phủ nhận nhưng cô đã mất niềm tin, thắc mắc mối tình đầu của Eun Kang là ai. Ba Ra cũng đã dần thông suốt hơn, sâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Cô phát hiện cô bạn thân đang cố tiếp cận mối tình đầu đơn phương là chồng mình. Eun Kang bị phát hiện liền lật mặt bản thân, đúng là đã thích chồng cô và muốn cạnh tranh công bằng. Chuyển cảnh, hóa ra mọi chuyện là do Ba Ra tự tưởng tượng ra. Ba Ra lại tiếp tục tra hỏi về vụ dây chuyền. Eun Kang liền giả vờ thành nạn nhân khóc lóc vì bản thân không tin tưởng mình. Vừa ra khỏi phòng, cô cầm sợi dây chuyền mà run bần bật. Buổi tối Eun Kang đến tìm cha Won nhưng không ngờ anh lại tỏ tình trước cô. Khoảng thời gian này anh đã nhận ra bản thân mình đã thích Eun Kang. Cảnh tượng hai người hôn nhau cũng bị mẹ vợ phát hiện. Mẹ chồng hung ác đến phòng làm việc trách mắng con dâu một cách thậm tệ. Vì quá sốc nên mẹ Ba Ra đã bị ngất xỉu vì nhìn thấy cảnh con rể hôn Eun Kang. Khi Ba Ra chạy đến viện, mẹ cũng đã mở mắt ra, mặt dữ tợn chỉ vào hai người vô liêm sỉ đằng sau nhưng lại ngất đi vì kiệt sức. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người, mẹ Ba Ra thắc mắc sao họ lại cùng nhau đến bệnh viện. Thấy cha Won lúng túng nên Eun Kang tiếp lời rằng mình đem bữa tối đến thì gặp cha Won dưới cổng. Đúng lúc muốn đến chào hỏi mẹ Ba Ra thì bà lại ngất xỉu. Ba Ra không biết gì, rất biết ơn Eun Kang vì đã giúp đỡ mẹ cô. Về đến nhà, Eun Kang lại nhắn tin dặn dò cha Won phải nói giống mình để nói dối Ba Ra. Cha Won vừa rời khỏi bệnh viện liền tìm đến dưới nhà Eun Kang gặp cô. Ngồi trong xe, Eun Kang thảo mai thể hiện mình sẽ âm thầm ở bên cạnh anh, không muốn anh đau khổ. Cô cũng chấp nhận ở trong bóng ủng hộ anh. Thấy Eun Kang hiểu chuyện như vậy, anh càng thêm lún sâu vào đoạn tình cảm này. Chuyện này giải quyết chưa xong thì Ba Ra lại nhận thêm một tin xấu. Trên thị trường xuất hiện trang sức y hệt của cô, giá bán còn rẻ hơn gấp 10 lần. Người mua yêu cầu cô phải hoàn lại tiền cho họ. Đối diện với sự việc lần này, Ba Ra chỉ có thể báo cảnh sát. Đến đồn cảnh sát thì Ba Ra lại nhận được tin lô hàng chuyển phát nhanh đã cập bến. Eun Kang ra ngoài muốn về xử lý lô hàng thì gặp cha Won. Thấy vợ đã có người đàn ông khác bên cạnh giúp đỡ nên không muốn vào nữa. Eun Kang về xử lý xong thì gọi điện chất vấn sao bên kia lại hành động như vậy. Cô đe dọa mình sẽ không khách khí nhưng bên kia chỉ phá lên cười bảo họ là người cùng thuyền. Đúng lúc này Ba Ra và cha Won bước vào. Anh sững sờ trách móc vợ sao lại mua một lúc nhiều hàng như thế. Eun Kang lại giả vờ làm bạn tốt giải thích cho Ba Ra. Cha Won lúc vợ gặp khó khăn không an ủi mà liên tục đả kích vợ khiến cô kích động gào khóc. Không thể ngồi yên nên cha Won liền tìm đến mẹ vay tiền. Nghe chuyện của con dâu, bà liền chạy đến công ty chửi bới cô đổi lại tiền. Dù con dâu bảo đảm mình sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng bà ta chẳng quan tâm. Bà nhất quyết muốn lấy lại tiền ngay bây giờ. Thấy hai người tranh cãi gay gắt nên Eun Kang đã kéo mẹ chồng của bạn thân ra ngoài. Buổi tối Eun Kang đến bên bờ sông gửi tin nhắn cho cha Won muốn kết thúc tình cảm của hai người. Chưa biết cô ấy có ý đồ gì nữa, nhưng ngày hôm sau Eun Kang mang cơm đến cho Ba Ra. Đúng lúc Ba Ra nhận được cuộc gọi thông báo mẹ cô đã tỉnh lại. Cô vui mừng ôm lấy Eun Kang, thế nhưng cô bạn lại rất sợ hãi bị lộ bí mật hôm đó. Vì Ba Ra còn bận nên Eun Kang một mình đi đến bệnh viện trước tra hỏi. Sau một hồi điều tra khi chắc rằng bà không nhớ gì thì đã yên tâm rời đi.
Cô vừa bước ra khỏi cửa, bà lại nắm chặt tay lại như muốn giết chết Ưng Cang. Đúng lúc ba Gia cũng đến đây, Ưng Cang nói lại mẹ cô vẫn khỏe, vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm trước. Khi biết tin cảnh sát đã đến điều tra bắt người, ánh mắt Ưng Cang liền có chút gượng gạo. Ba Gia vừa đến bên cạnh mẹ và biết được mẹ vì Ưng Cang nên mới giả vờ ngủ. Ba Gia không biết gì, vô cùng hoang mang. Mẹ run rẩy kể lại chuyện xảy ra hôm đó và nói rằng vì chuyện đó nên mình mới ngất xỉu. Nếu như biểu lộ bản thân biết về chuyện tối hôm đó, có lẽ Ưng Cang đã xử bà. Có điều vẫn chưa đến lúc vạch trần, khuyên con gái đợi mình khỏe lại rồi hành động. Cha Won đến bên hỏi thăm mẹ mình thì biết được chuyện ba Gia đến xin bà đầu tư và hứa trả cả gốc lẫn lãi. Bây giờ bà lại mất tất cả, cha Won lại cảm thấy không đúng vì Ưng Cang từng nói là Tae Han cho vợ mình mượn. Ba Gia đến tìm bạn trai cũ Tae Ji của Ưng Cang. Cuối cùng cô cũng kiểu tại sao anh lại luôn nhắc cô phải đề phòng Ưng Cang. Tae Ji thấy vậy cũng chắc chắn ba Gia đã xảy ra chuyện. Anh nhắc nhở ba Gia phải tìm thấy bằng chứng, nếu không Ưng Cang có chết cũng không thừa nhận. Về nhà, ba Gia lén xem điện thoại của chồng nhưng không hề có gì bất thường cả. Cô liền xuống xe kiểm tra và phát hiện anh đi tìm Ưng Cang qua camera hành trình. Cô bắt đầu lục lọi và phát hiện bức thư cha Won giấu. Cô thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho loại đàn bà vô liêm sỉ này. Nam Chun dùng hai tay bóp chặt cổ Eun San nhưng cô chỉ nhắm mắt tuyệt vọng. Hóa ra khi nãy Eun San thất tình đến tìm Dae Jung muốn tìm cách quên một người. Được sự chỉ dẫn của người chú nhưng cô vẫn không thể nào quên được Nam Chun. Thế là cô bắt đầu xóa hết mọi thứ liên quan đến ông chú, nhưng khi xem đoạn video Nam Chun nhảy cô cũng không nhẫn tâm. Nhớ lại cảnh tượng khi đó, cuối cùng Eun San vẫn không thể buông bỏ mà tìm đến Nam Chun. Cô ép anh vào tường, ép anh ở bên cạnh mình. Nam Chun lại kiên quyết từ chối nên Eun San đe dọa sẽ nói mọi chuyện cho gia đình anh. Nghe đến đây, Nam Chun cũng không còn hiền lành mà bóp chặt cổ cô. Nam Chun nhớ lại hành động quá đáng của mình với Eun San, lập tức cảm thấy áy náy. Anh chỉ mong cô không ngày càng lún sâu, sợ cô bị tổn thương. Eun San cố chấp đến tìm vợ Nam Chun cho cô xem video chồng cô nhảy. Cuối cùng Nam Chun vẫn để lại tiền bồi thường vào hộp đồ dùng của Eun San. Bố Eun San vừa đến kế toán liền đưa thùng đồ cho ông ấy. Đúng lúc Eun Cang đi đến lấy thùng đồ và giữ bí mật chuyện của em gái. Thực ra người điều khiển phía sau lại chính là bố mẹ cô. Để kiếm tiền xe của ông Park, ông không ngừng đưa ra kế hoạch. Bà mẹ thì liên tục hóng hớt bàn tán với chồng mà không biết người có dã tâm mà họ nói lại chính là con gái mình. Jim à thì cay quá tát người chồng không thương tiếc. Anh ta không những lấy tiền vợ đi chim chuột bên ngoài mà còn để người tình đến khoe mẽ video anh nhảy với mình. Trước đó cô đã đến gặp bố mẹ mình để xin thăng chức tăng lương cho chồng. Cô muốn bỏ qua mọi chuyện để níu kéo anh. Cô tức giận khóc lóc muốn anh cút khỏi mắt mình. Ngày hôm sau cô liền tìm đến em trai cha Won kể khổ. Nghe xong anh liền tìm đến Nam Chun trách móc, nhà mình đối xử rất tốt với anh rể. Anh không hiểu sao người anh rể này không hề có thái độ hối lỗi. Anh nghiêm nghị cảnh cáo anh rể hãy đối xử tốt với chị mình mà không nhìn lại bản thân cũng tệ không kém. Bên này Jim à hoàn toàn từ bỏ người chồng Nam Chun mà tìm đến mối tình đầu. Hai người cùng nhau đến quán mì ngày xưa thường xuyên cùng nhau ăn. Cô khóc lóc vì bản thân đã chịu khổ rất nhiều, nhưng khi thấy sự ân cần của tình đầu, tâm trạng cô cũng được chữa lành. Sau một hồi nói chuyện, cả hai như được hồi xuân mà ôm lấy nhau. Còn bên phía ba Gia không thể nhịn nổi nữa, hẹn Ưng Cang ra ngoài vừa gặp đã cho một cái tát trực tiếp đánh Ưng Cang ngã lăn ra đất. Chưa hả giận, cô lại giáng thêm một cái tát cho chồng mình, ánh mắt sắc nhọn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn. Ưng Cang cũng hiểu lý do mình bị đánh nên chỉ im lặng ngồi xuống. Một lúc sau cha Won cũng đã đến, ba Gia trực tiếp nói anh cút sang ngồi bên cạnh Ưng Cang. Cậu nam nữ quả nhiên rất xứng đôi, cô bắt đầu nói về bức thư tình mình đọc được. Sau khi tát Ưng Cang hai cái, cô lại tiếp tục đánh chồng mình. Chuyện ở bãi biển, cô cũng hiểu ra Ưng Cang gọi mình đến chỉ để khoe mẽ. Trước đây không phải cô không biết chuyện gì, chỉ là cô không dám tin, không muốn tin. Rõ ràng nhất là chiếc khăn tay đó. Một người nói là đổ cà phê, một người nói là bị dính kem. Ba Gia chia sẻ với Ưng Cang từng chút một. Từ cái ăn cái mặt đến đồ dùng cô đều chia sẻ cho Ưng Cang. Nhìn con tiểu tam giả vờ đáng thương ngồi khóc, cô đứng dậy tát chồng mình dặn anh hãy quản lý tốt người tình của mình. Cô cũng quyết định sẽ đệ đơn kiện Ưng Cang rồi ly hôn. Tất cả mọi người trong quán cà phê đều vỗ tay cho sự dứt khoát của cô. Ưng Cang còn mồm miệng muốn bảo vệ cha Won. Ba Gia tức giận đứng dậy tát chồng một cái. Cuối cùng ba Gia đã giải quyết bằng cách gọi gia đình cha Won đến. Nhìn thấy vết thương trên mặt con trai liền quan tâm hỏi han. Ba Gia hùng hổ nhận là do bản thân mình đánh và nói sơ qua mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe. Nghe vậy bố cha Won liền cho con trai một nắm đấm. Đối mặt với chuyện này ba Gia chỉ điềm tĩnh nói cô quyết định bỏ chồng. Thanh niên cha Won ngay sau đó về nhà quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của người vợ. Ba Gia dù rất đau lòng nhưng vẫn không thể tha thứ cho người chồng. Lý do cô chọn nơi đông người để công bố cũng chỉ vì sợ bản thân sẽ yếu đuối mà thỏa hiệp. Cô đưa tài liệu mình đã soạn cho chồng. Chuyện kinh doanh của ba Gia cũng đang thua lỗ, bây giờ cô không xu dính túi một khi rời đi sẽ rất khó khăn. Người chồng muốn ôm lấy để níu kéo cô lại nhưng không thể cứu vãn được nữa. Vì chuyện này mà cô đã phải uống thuốc trợ tim. Mặc kệ người chồng, cô kéo vali và rời khỏi ngôi nhà. Cha Won lại trở về nhà bố mẹ quỳ xuống xin lỗi cả nhà. Người bố tức giận cầm gậy bóng chảy muốn đánh anh tan xương nát thịt. Cũng may được Nam Chun ngăn lại, ông tức giận vung tay lên tát không ngờ lại trúng ông chú. Ngày hôm sau khi đôi vợ chồng vừa bước ra khỏi tòa án liền cùng nhau đưa con gái đi ăn. Nhìn con gái tội nghiệp của mình, ba Gia trốn vào nhà vệ sinh mà khóc lóc. Buổi tối Ưng Cang đến tìm ba Gia vừa khóc vừa xin lỗi cô. Ba Gia lại thắc mắc không biết bản thân có làm gì sai với Ưng Cang hay không mà bị phản bội như vậy. Ưng Cang khóc lóc lắc đầu biểu thị không có. Ba Gia nói bản thân đã giải quyết mọi chuyện xong. Ưng Cang có thể theo đuổi hạnh phúc của mình rồi rời đi. Ưng Cang sau đó lại đến nhà bố mẹ cha Won nhưng đều bị mọi người hắt hủi.
Vừa bước ra thì lại gặp Ba Gia. Ba Gia tỏ ra ghét bỏ con người vô đạo đức này. Vì không muốn dính líu gì đến nhà chồng nữa nên cô đã bán công ty đi. Sau đó Ba Gia lại bán xe để trả số tiền đã vay của mẹ chồng ác độc. Gia đình này bây giờ mới biết điểm tốt của con dâu cố gắng níu kéo mong cô đừng rời đi. Nhưng Ba Gia đã sớm ra tòa với người chồng cũng hoàn toàn mất niềm tin vào gia đình họ. Cô đứng dậy và rời đi không chút do dự. Người bố chồng vì muốn níu kéo con dâu nên đã đưa ra rất nhiều điều kiện cực tốt cho con dâu nhưng cũng không ngăn cản cô ly hôn. Cô đón mẹ từ bệnh viện về dùng số tiền ít ỏi để thuê một căn trọ sập sệ. Mẹ xót xa nhìn con gái, từ nhỏ đến lớn con gái chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy. Bà tức giận muốn chạy đến xé xác con Tiêu Tam. Ba Gia vội đứng dậy ôm người mẹ thủ thỉ mình đã giải quyết xong mọi chuyện. Bên kia chị gái đi tìm cha Won kể về chuyện Ba Gia đến nhà trả hết tiền cho mẹ. Cha Won nghe xong liền chạy đến công ty Ba Gia phát hiện không còn ai. Bên trên còn dán giấy đã chuyển nhượng mặt bằng. Đi tìm chủ nhà mới biết Ba Gia đã hủy hợp đồng thuê nhà hơn nữa mấy ngày nay cũng không thấy cô. Lúc này Ba Gia đã về nhà và dọn hết đồ của mình đi. Cảnh Ba Gia rời đi đã bị Ưng Cang bắt gặp, không còn lo lắng gì nữa con Tiểu Tam liền xông thẳng vào nhà. Nhìn căn nhà chỉ còn lại đồ của cha Won không biết bản thân nên buồn hay vui nữa. Lúc rời đi cô tình cờ gặp cha Won ở dưới lầu, không ngờ anh cứ thế lướt ngang qua cô. Ba Gia vừa rời khỏi nhà khách hàng không ngờ trời lại đổ cơn mưa to. Xe đã bán nên cô chỉ có thể trùm khăn lụa lên đầu. Vừa về đến văn phòng liền theo thói quen bảo Ưng Cang đưa cho mình khăn tắm. Khi định thần lại cô mới quỳ xuống bật khóc. Còn bên phía ông chú Nam chun trốn trong góc tường nhìn thấy một cảnh đáng kinh ngạc. Người phụ nữ được gọi là vợ đã tái hợp với mối tình đầu. Anh không trách vợ vì trước đó bản thân anh cũng đã ngoại tình. Anh bắt đầu nhớ đến Ưn San, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của hai người. Như thói quen anh lại tìm đến khu chung cư họ từng sống. Không ngờ trùng hợp Ưn San cũng đến đây. Sau một hồi nói chuyện Ưn San lại tiến đến ôm anh. Nam chun đẩy Ưn San ra rồi bỏ chạy thật nhanh. Cho dù không còn thấy anh nữa nhưng Ưn San vẫn hét lớn gọi tên anh. Nam chun trốn bên góc tường nghe cô thổ lộ cảm xúc thì chỉ biết bật khóc. Nam chun sau đó lại trở về nhà dỗ dành vợ. Anh ngồi kể lại những kỷ niệm tươi đẹp trước đây. Mặc kệ chồng bây giờ cô chỉ muốn tìm cách trốn ra ngoài gặp tình đầu. Nhìn thấy Dae Geun đã đợi sẵn bên ngoài cô lập tức phấn khởi chạy đến chỗ anh. Vừa lên xe cả hai đã nóng lòng ôm chầm lấy nhau, một lần chưa đủ lại thêm lần nữa. Hai người cùng nhau ngồi nhớ lại kỷ niệm trước kia với khuôn mặt hạnh phúc. Có điều cô thắc mắc tại sao trước kia Dae Geun hứa sẽ cùng cô cao chạy xa bay nhưng rồi lại biến mất. Ký ức của Dae Geun cũng lập tức nhớ lại chuyện của 20 năm trước. Một đám người đột nhiên xông vào nhà đánh đập anh, thậm chí còn kéo anh ra ngoài tiếp tục đánh khiến anh suýt chết. Và người đứng sau mọi chuyện chính là bố của Jim à. Anh không muốn nói chuyện này với cô nên đã không kể lại. Bây giờ anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho cô. Mẹ Ba Gia tức giận nắm tóc con Tiểu Tam vô liêm sỉ. Mặc dù Ưng Cang không ngừng chắp tay cầu xin sự tha thứ nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Bà kéo lê cô muốn đến gặp mẹ Ưng Cang nói mọi chuyện. Mi Pung nhìn thấy cảnh này thì rất giận bà ngoại rồi ôm lấy Ưng Cang. Đến tối cô bắt đầu kể khổ với cha Won. Cô cố gắng bao biện cho lỗi lầm của bản thân mà trách móc anh. Cuối cùng cô lại tỏ ra đáng thương nói mói chuyện là lỗi của mình. Ngày hôm sau cha Won vẫn mặc kệ mà đi tìm Ba Gia. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô ở trước cửa ngân hàng, anh đi theo đến đầu ngõ. Không ngờ lúc này trường mẫu giáo gọi điện đến nói con gái tè dầm ở trường. Vì gấp gáp nên anh liền nhờ Ưng Cang giúp. Lơ là vài giây đã mất dấu của Ba Gia. Khi về đến nhà con gái đã được Ưng Cang dỗ ngủ. Ba Gia lúc này đang ở trong một cửa hàng cũ tự làm trang sức cho khách hàng. Bộ dạng lấm lem cũng không còn là một cô tiểu thư nhà giàu. Ngày hôm sau cha Won lại đến con ngõ hy vọng có thể gặp Ba Gia. May mà lúc sau anh đã thấy cô và đi theo đến nơi làm việc. Anh đợi cô cả ngày cho đến khi Ba Gia tan làm. Theo dõi một hồi mới biết cô đang ở một căn trọ dưới tầng hầm. Nhìn thấy hai mẹ con họ khổ như vậy anh rất đau lòng. Ngày hôm sau anh liền đem tiền đến muốn cô đổi chỗ ở nhưng chỉ nhận lại sự tức giận. Vừa ra ngoài anh gặp Tae Han xách một đống đồ đến. Sau khi chào hỏi cha Won anh liền xách đồ lên tầng cho Ba Gia. Anh ta biết Ba Gia đã ly hôn nên muốn tiếp cận nhưng cũng bị Ba Gia đuổi đi. Cha Won trở về nhà thấy Ưng Cang đang cho con gái ăn nhưng chỉ chào hỏi rồi về phòng. Cô nấu một bát mì vào phòng và phát hiện anh bị sốt. Lúc này chị gái gọi điện đến hỏi anh có tìm thấy chỗ của Ba Gia hay không. Anh liền kể hết mọi chuyện cho người chị. Ưng Cang nghe thấy liền muốn đi gặp Ba Gia nhưng cha Won từ chối. Anh cũng không muốn Ưng Cang đến nhà chăm sóc con gái mình. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi cũng rời đi. Còn Jim à, dạo gần đây có người yêu cũng rất để ý đến ngoại hình của bản thân. Cô thử hết bộ này đến bộ khác rồi chọn một chiếc váy trắng. Cô cùng mối tình đầu hẹn nhau trong nhà nghỉ cùng ăn cơm rất vui vẻ. Hai người nằm trên giường ôm nhau rất bình yên. Từ đó về sau Jim à ăn mặc ngày càng trẻ trung thân mật với nhau. Cả hai không hề biết rằng đã có một người đàn ông quay lại hết cảnh họ tình tứ với nhau. Đây là người đàn ông từng đánh vợ cũ Dae Geun ở dưới quê. Ngày nào Jim à cũng đứng nói chuyện với tình cũ bên ngoài nhà. Sơ hở lại mua đồ đem đến cho Dae Geun. Cô vô cùng ấm áp chuẩn bị thuốc bổ cho anh. Khi Dae Geun cảm thấy cuộc đời mình đã đi đến đỉnh cao thì nhận cuộc điện thoại khiến anh vui mừng hơn. Con gái lại chủ động gọi điện cho anh, điều này khiến anh vô cùng vui sướng. Khi nghe con gái nói muốn mình tái hợp với vợ cũ thì anh lại suy sụp. Vì không muốn cãi nhau trước mặt con gái nên anh đã gọi vợ ra ngoài nói chuyện. Anh biết vợ mình vẫn chứng nào tật nấy. Dae Geun nhất quyết không tái hợp và cảnh cáo vợ đừng vì người đàn ông khác mà bỏ bê con gái. Lúc này con gái cũng bước ra, vì ba mẹ không hạnh phúc mà mình phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh. Người bố rất thương con gái nhưng nhất quyết không tái hợp rồi rời đi.
bà bảo mẫu đi chợ gặp ông Park muốn đuổi theo thì bắt gặp ông nói chuyện với Eun-san. Bà sững nghĩ lại cảm thấy con gái mình là cô thư ký mà ông Park nói đến. Về nhà bà đán đập Eun-san vì không biết bảo vệ sự trong trắng của bản thân. Bà muốn đến tìm ông chú Nam-chun nhưng bị Dae-geun ngăn lại. Bà tức giận lại tiếp tục đánh mắng Eun-san. May mà Eun-kang về kịp ngăn mẹ mình lại. Thấy con gái biết chuyện mà giấu mình nên bà liền trách mắng cả hai. Eun-san không chịu nổi nữa liền lên tiếng. Lúc này người bố đứng bên ngoài cũng nghe thấy nỗi lòng của con gái. Mẹ đi đánh ghen lúc Eun-san 9 tuổi như là một nỗi ám ảnh với cô. Bố thì trăng hoa nên hai vợ chồng cứ đánh nhau mà không hiểu cho con cái. Người mẹ tức giận muốn tìm chồng để trút giận. Eun-kang liền đứng dậy trách mắng bố mẹ đã bỏ bê họ. Lúc này người bố đứng bên ngoài cũng ngấn lệ. Ông ngồi trên chiếc xe nhớ lại những chuyện mình đã làm cùng ông Park. Ông tức giận đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nam-chun tìm đến anh ta. Vừa gặp đã lập tức tung nắm đấm, biết đây là bố Eun-san, Nam-chun liền quỳ xuống xin lỗi. Bên này ông Park lại tìm đến Eun-kang muốn tìm đến nhà kể mọi chuyện xấu hổ mà cô làm ra. Eun-kang sợ hãi nói dối rằng bố mẹ mình đã mất rồi để ngăn ông lại. Ông Park lộ rõ khuôn mặt nghi ngờ nhưng rồi cũng chỉ cảnh cáo cô rồi rời đi. Cuối cùng Eun-kang cũng đã phải sống một cuộc sống luôn sợ hãi. Qua bao ngày cơn tức giận của mẹ ba ra đã lên đỉnh điểm, trực tiếp đến nhà nắm lấy cổ áo con rể rồi trách móc. Chưa hả giận bà kéo anh đến nhà ông bà thông gia trách móc gia đình họ. Hai bà thông gia đanh đá cãi qua cãi lại đến khi ông Park ngăn lại. Ông thay mặt con trai mình xin lỗi vì hành động của cha Won. Mẹ ba ra không chấp nhận kể hết chuyện mình nhìn thấy. Bây giờ cả nhà đều giật mình nhưng mẹ chồng lại đổ hết lên đầu ba ra. Vì không muốn bà thông gia ầm ĩ nên bà ta đã gọi điện nói Eun-kang đừng mơ mộng hảo huyền. Nhưng những lời chỉ trích của bà chỉ khiến Eun-kang thêm hạ quyết tâm ở bên cha Won. Ông Park bị mắng một trận cũng rất không thoải mái liền hẹn bố Eun-kang ra ngoài. Dae-bong tò mò cách ông Park xử lý chuyện của con rể. Khi nghe con gái mình bị nắm cổ áo thì ông rất bức xúc nhưng rất may đó chỉ là một ví dụ. Ông Park lại kể đến chuyện của con trai cha Won. Vì bố mẹ cô gái kia đã mất nên muốn nhờ ông tài xế thuyết phục con bé rút lui. Dae-bong quay lại nhìn sợ hãi. Ông bất giác quay đầu lại sợ hãi nhưng ánh mắt hiện rõ sự khó xử. Eun-kang chào hỏi ông Park và phát hiện bố mình ngồi bên cạnh. Con tiểu tam này lại giả vờ như không quen biết bố mình mà ngồi xuống bên cạnh. Ông Park nhìn vẻ ngoài họ giống nhau có hơi nghi ngờ nhưng đã bị Dae-bong phủ nhận. Dae-bong đề nghị cho mình nói chuyện riêng với Eun-kang để có hiệu quả. Ông run rẩy cầm cốc nước khi nhận hai cú sốc về hai đứa con gái rồi loạng choạng đi ra ngoài. Eun-kang chạy theo bố đi đến bờ sông. Ông nhớ lại chuyện mình đã nói bố mẹ của đứa tiểu tam kia không dạy dỗ con đàng hoàng. Hóa ra cũng chính là ông đang tự trách bản thân ông. Ông òa khóc và khuỵu xuống đất. Eun-kang đứng bên cạnh cũng chỉ biết rơi nước mắt lặng lẽ đặt tay lên vai bố an ủi. Mẹ Eun-kang đến gặp Nam-chun lấy 100 triệu tiền bồi thường rồi trở về nhà cười khoái chí. Bà ở nhà ngồi đếm số không trên tờ chi phiếu rồi lại nhớ đến lời nói của con gái mình. Đúng lúc này người chồng trở về kể hết mọi chuyện của con gái. Cả hai bây giờ mới nhận ra tính quan trọng của vấn đề. Bà không dám tin vào sự thật khủng khiếp này. Hai ông bà nói chuyện rất lâu và nhận ra tất cả là lỗi lầm của bố mẹ mà gây ra. Cả hai vợ chồng nhận ra lỗi lầm mà tự trách móc bản thân. Thế là họ liền gọi hai đứa con gái về ăn cơm. Khi trở về nhà cả hai kinh ngạc phát hiện trong nhà toàn bóng bay. Bố mẹ đã chuẩn bị cho họ một bữa ăn thịnh soạn. Sau khi đã no say bố mẹ bắt đầu nói về lỗi lầm của bản thân. Qua chuyện của hai đứa con gái họ cũng rút ra được bài học nhớ đời. Bà mẹ cũng nhận ra lỗi của bản thân đưa số tiền 100 triệu cho Eun-san khuyến khích cô đi mở một cửa tiệm nho nhỏ. Nhìn thấy bố mẹ như vậy hai chị em vô cùng xúc động, cả nhà cùng nhau cười đùa rất vui vẻ. Eun-kang bắt chước từ mái tóc đến cách ăn mặc cũng như bộ nêu của ba ra rồi đi đến nhà hàng. Ngay cả cách gọi nước uống cô cũng bắt chước bản thân không sót một từ nào, nhưng cuối cùng vẫn là sự cô độc. Cầm bộ tóc giả trên tay cô mới nhận ra bắt chước thì cũng chỉ có thể là bắt chước. Mi-pung kể chuyện bà ngoại đánh gì Eun-kang nên cha Won liền hẹn cô ra nói chuyện. Anh đến xin lỗi cô nhưng Eun-kang lại cảm thấy chuyện đó rất bình thường. Lúc này anh nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Cuối tuần có bữa tiệc muốn anh dẫn ba ra theo. Eun-kang ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng muốn ba ra không đồng ý đi. Buổi tối cô đến nhà cha Won đem đồ ăn vật cũng như đồ chơi cho Mi-pung. Cha Won rút trong ví lấy tiền ra để lên bàn. Hành động này khiến Eun-kang cảm thấy bị sỉ nhục. Ngày hôm sau cô lại ảo tưởng mình là tầng lớp thượng lưu học cách trang điểm của ba gia. Thế nhưng buổi tối cô vẫn chăm sóc Mi-pung như người giúp việc. Sau khi dọn dẹp xong cô ngồi trong phòng khách rót cho mình một ly rượu nhưng những hỗn loạn trong đầu không nguôi được. Không biết bao lâu sao cha Won cũng đã về đến nhà. Nhìn cách ăn mặc của anh cũng như tác dụng của chai rượu khiến cô không kìm được miệng. Eun-kang cảm thấy anh rất giống ba gia dùng tiền để sai bảo mình. Cha Won lại nói là vì bản thân muốn cảm ơn nên mới làm vậy. Cô bộc lộ hết tâm tư tình cảm của bản thân muốn cha Won lựa chọn giữa mình và ba gia. Cô đứng dậy khóc lóc vì bản thân vẫn luôn ở đây kiên quyết chọn anh, còn anh lại không thể đưa ra sự lựa chọn. Cảm thấy bị tổn thương nên Eun-kang tìm đến văn phòng nơi ba gia làm việc. Thấy vậy ba gia lướt qua không quan tâm nhưng Eun-kang lên tiếng nói bản thân có chuyện cần nói. Sau đó cả hai lại cùng nhau đến quán cà phê trước đó. Lần trước tại quán này Eun-kang đã bị ba gia sỉ nhục. Cô mặt dày trách ba gia cũng có một phần trách nhiệm. Ba gia cho rằng cái sai nhất của mình là quá tin tưởng cô. Eun-kang nói tiếp vì ba gia không hề coi trọng mình rồi lật lại những chuyện cũ. Ba gia luôn coi mình như một người hầu làm việc để được trả tiền. Mọi chuyện từ việc nhỏ nhất đều do một tay cô lo cho ba gia. Cô cũng chưa bao giờ được giới thiệu với tư cách là một người bạn thân. Cô chấp vá những chuyện từ nhỏ đến lớn để trách mắng người bạn thân ba gia.
Ưng Cang cũng thừa nhận mình bắt đầu muốn cướp lấy đồ của cô từ khi cô không coi mình là bạn thân. Khi Ba Gia muốn rời đi, Ưng Cang lại tiếp tục nói rằng mình không phải là người chủ động. Nghe đến đây, Ba Gia tức giận hất cốc nước lên mặt Ưng Cang. Cô không thể ngờ rằng người bạn thân mà mình luôn tin tưởng lại là một người mưu mô như vậy. Mặc dù Ba Gia không muốn nghe nhưng Ưng Cang lại tiếp tục nói rằng từ nhỏ mình đã rất ngưỡng mộ những gì Ba Gia có. Những thứ của Ba Gia cô đều thích, cũng chính là quá muốn trở thành một người như Ba Gia, sống một cuộc sống như cô bạn thân. Lúc này Ba Gia mới biết rằng trong lòng Ưng Cang hóa ra lại méo mó như vậy, vì muốn sống một cuộc đời như mình mà làm ra những chuyện vô đạo đức. Khi Ba Gia rời đi đã bị Ưng Cang kéo lại. Dù gì mọi chuyện cũng đã quá ồn ào nên cô muốn một lần được cô bạn thân tắc thành cho mình. Còn bên phía ông chú trung niên thì vô cùng khổ tâm. Jim à ra ngoài chơi cả ngày vui vẻ bước xuống taxi, nhưng vừa đến cửa thì thấy người chồng thất thần, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Vừa về đến phòng, Nam Chun dặn vợ đừng cứ ngày nào cũng bao xe ra ngoài chơi. Cô tức giận ném túi xuống đất biểu lộ mình chỉ muốn thử cảm giác của Nam Chun trước đây. Hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau kịch liệt. Cuối cùng Nam Chun xin lỗi vì mình đã bỏ bê gia đình. Jim à chỉ cười nhẹ một cái rồi nói mọi chuyện đã quá muộn. Cô hỏi ngược lại chồng tại sao không có tình cảm nhưng lại kết hôn với mình. Cô thắc mắc có phải vì nhòm ngó gia sản nên mới chịu đựng như vậy. Mặc dù bị sỉ nhục như vậy, Nam Chun vẫn cố cắn răng chịu đựng. Jim à được nước lấn tới hỏi chồng có phải sợ ly hôn không có tài sản nên mới chịu đựng như vậy. Nam Chun lập tức thừa nhận vì bản thân sợ nghèo. Quan trọng hơn cả là anh không muốn vì lỗi lầm của họ mà làm tổn thương con cái. Anh cũng chấp nhận làm trâu làm ngựa để có thể thừa kế gia sản cũng như bù đắp cho lỗi lầm của mình. Lúc này Jim à rút điện thoại ra gọi điện cho tình đầu hẹn anh đi cưỡi ngựa. Đối mặt với hành động này của vợ, Nam Chun tức giận bỏ ra ngoài. Mấy hôm sau anh chạy đến công ty taxi tìm được người tài xế đó. Anh nói mình chính là chồng của Jim à và dặn anh đừng nhận đơn của vợ mình nữa. Khi Nam Chun vừa rời đi thì Jim hát lại gọi điện đến. Vì muốn từ chối cô nên anh đã viện lý do sóng yếu mà tắt máy. Còn bên này Eun San xem trộm điện thoại chị gái nên đã chạy đi tìm cha Won tát anh một cái. Cô muốn biết nửa đêm hôm qua ma men nào nhập anh mà không ngừng gửi tin nhắn xin lỗi khiến chị gái Eun Cang khóc cả đêm. Cô cảm thấy anh là một người vô trách nhiệm nên muốn anh tránh xa chị mình. Ngay lúc cô quay lưng rời đi, cha Won đã kéo cô lại biểu lộ bản thân không biết đã làm chuyện gì vì say rượu. Eun San càng thêm tức giận nói người có thể kéo Eun Cang ra vực thẳm chỉ có thể là anh mà thôi. Vừa khi nãy khi cha Won đi xuống lầu thì lướt ngang mẹ Ba Gia. Vào nhà thấy căn nhà vô cùng bừa bộn, trong lòng bà cũng không tránh khỏi những suy đoán linh tinh. Bà vội vàng mở cửa phòng ra, may mà bên trong vẫn bình thường. Đợi khi cha Won trở về, bà lại đang nấu bữa sáng. Mục đích bà đến đây cũng chỉ muốn hai người tái hợp lại với nhau. Bà biểu lộ mình sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh tái hợp với Ba Gia. Sau đó bà lại chạy đến nhà ông bà thông gia cúi đầu xin lỗi vì những chuyện ồn ào trước đây của mình. Bà xin họ hãy tha thứ cho cái sai của Ba Gia trước đây. Nhìn thái độ thành khẩn của bà, ông Park liền đồng ý. Rất nhanh chị chồng đã gọi điện đến. Ba Gia nghe xong chuyện lại không vui vẻ gì, kiên quyết không bắt tay làm hòa. Eun San về nhà ăn cơm chưa nghe người chú nói về vụ tai nạn xe lần trước. Người đó nắm được thóp anh chở xe chui nên đã bắt anh bồi thường 10 triệu won. Mọi người bàn bạc hồi lâu vẫn không có cách nên muốn lấy tạm tiền bồi thường của Eun San. Nhưng số tiền đó đã được cô đem đi quyên góp hết khiến cả nhà đều hốt hoảng. Sau khi vào phòng, cô nói với chị gái hai ngày nữa mình sẽ ra nước ngoài đi làm thiện nguyện. Cô cũng khuyên Eun Cang hãy từ bỏ người đàn ông tệ bạc kia. Vì biết chị mình rất khó từ bỏ nên cô dặn chị khi ra đường hãy nói rằng bản thân không có em gái. Ông Park chạy đến tiệm thu mua đồ cũ muốn biết hạng mục ông nhắm đến có được đầu tư không. Kết quả là Nam Chun đã ra ngoài gặp khách hàng nên ông liền gọi điện thoại. Thế nhưng Nam Chun lại nói hạng mục đó hơi có vấn đề muốn điều tra kỹ hơn. Ông Park không quan tâm mà cúp máy. Khi Nam Chun trở về thì ông Park đã đem hết tiền và đầu tư vào hạng mục đó, đặt cọc 50%. Ông Park vừa về thì đã được người tài xế hẹn gặp. Ông Park phát hiện ra ông muốn mượn tiền thì đã đứng dậy rời đi mà bỏ quên mũ. Ông liền chạy theo và nghe thấy ông ta nói xấu mình là kẻ nghèo chỉ biết nhờ vả. Cha Won đưa Eun Cang về nhà khiến cả gia đình rất bất ngờ. Lúc đầu vẫn còn đứng hình nhìn cô ta nhưng sau đó lại rất niềm nở. Hóa ra hôm đó sau khi bị Eun San dạy dỗ một trận, anh đã hẹn Eun Cang ra ngoài. Anh ta quyết định sẽ tiếp tục ở bên Eun Cang khiến cô rất vui mà ôm lấy anh. Anh cũng hẹn cuối tuần mời Eun Cang đến nhà anh. Một tin tốt hơn nữa, Eun Cang nhận được tin thi đỗ giáo viên công chức khiến cô phấn khích chạy về nhà báo tin. Cả nhà nghe xong liền vui mừng nhảy múa. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Eun Cang tay cầm bó hóa run sợ đi cùng cha Won đi về nhà anh. Mặc dù tất cả mọi người đều ghét cay ghét đắng cô gái này nhưng nể mặt cha Won kêu cô ở lại. Cha Won ngồi xuống thông báo Eun Cang đỗ cuộc thi công chức khiến cả nhà rất ngưỡng mộ cô. Họ liền thay đổi thái độ mời Eun Cang ngồi xuống. Cả gia đình đều tỏ lòng đồng ý cho hai người quen nhau. Khi ra ngoài, cha Won ngỏ ý muốn đến nhà cô chơi khiến mặt Eun Cang biến sắc. Trước đây mẹ cô từng làm giúp việc cho nhà anh nên đã nói dối mình chưa sắp xếp xong nên từ chối. Sau đó cha Won đưa Eun Cang đến một tiệm rất sang trọng chọn quần áo. Cả hai cười đùa rất vui vẻ với nhau để cảm ơn về bộ quần áo cô đã mời anh đến một nhà hàng. Không ngờ rằng Ba Gia và mẹ cô cũng đang ăn cơm ở đây. Càng trùng hợp là cô gái khua môi múa mép với Ba Gia trước đây cũng đang ở đây. Cô chạy đến kể về chuyện chồng cũ của Ba Gia sắp đính hôn. Eun Cang cũng đã thành công thi đỗ công chức giáo viên. Ba Gia thấy mẹ phẫn nộ liền kéo mẹ ra ngoài. Hai người lại bắt gặp Eun Cang ở trước cửa. Mẹ Ba Gia tức giận muốn đánh chết Eun Cang nhưng đã bị Ba Gia kéo đi. Cha Won đỗ xe xong bước vào thì thấy mọi người đang chỉ trỏ mình, còn có người đứng ra chỉ trích Eun Cang, nói cô quả nhiên là hồ ly tinh. Cha Won nghe thấy vậy liền ôm cô Tiểu Tam đi ra ngoài. Khi ra ngoài, con Tiểu Tam Eun Cang lại khóc lóc.
Cha Won đứng bên cạnh không biết an ủi cô thế nào mà cứ do dự mãi cũng không bước đến bên Eun Kang. Sau đó Eun San liền chạy đến đồn cùng chị báo cảnh sát. Nhưng cô lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, có thể phụ huynh cũng sẽ chỉ trích Eun Kang rất nhiều. Vài ngày sau khi ba ra đi siêu thị với mẹ, cô phát hiện người nhà Eun Kang cũng đang đi mua sắm. Ba ra nhận ra có điều bất thường nên đã tìm đến ông chú Nam Chun nói chuyện. Khi cô quay trở lại phòng phu nhân đặt trang sức trước đây lại đến, bà nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của cô liền hủy hợp đồng. Ba ra hiểu đây là ngọn cỏ duy nhất cứu mạng mình lúc này. Cô ôm lấy bà ta không muốn bà ta đi, không ngờ phu nhân lại thẳng tay hất cô ra. Ba ra suy sụp trở về nhà lại bắt gặp một cảnh khiến mình ghê tởm. Khi người mẹ lại nổi giận, cô lại kéo mẹ về nhà. Ngay khi chuẩn bị cúng bố thì cô nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Họ đã bắt được kẻ ăn trộm tác phẩm của cô. Ba ra vội vàng chạy đến chất vấn sao cô ta lại làm thế với mình. Không ngờ cô ta lại bật cười nói tất cả những bản vẽ đó đều là do Eun Kang đưa cho cô ta. Thấy ba ra không muốn tin, cô liền lấy ra bản thiết kế Eun Kang đưa cho mình. Mở ra xem đây lại là bản nháp mà trước đó cô ném đi. Cô còn đem tin nhắn mình liên lạc với Eun Kang ra chứng minh. Ba ra mới dần hiểu ra mọi chuyện không phải ngẫu nhiên mà là kế hoạch Eun Kang đã ấp ủ từ lâu. Ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh lùng. Sau khi về đến nhà, ba ra thay đổi quỳ trước bàn thờ bố thề sẽ giải quyết hai kẻ vô liêm sỉ đó. Sáng hôm sau cô đến tìm cha Won xin lỗi anh về những chuyện trước đó, nói bản thân vì bị cơn giận lấn át. Cô thừa nhận hết những lỗi lầm của bản thân mình mà thấu hiểu lý do anh ngoại tình. Cô hy vọng có thể một lần nữa tái hợp với người chồng. Những lời chân thành này khiến cha Won hơi ngỡ ngàng. Ba ra nói xong cũng không ở lại lâu. Nhưng khoảnh khắc khi cô quay lưng lại, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên ác liệt. Ngay sau đó cô cũng hẹn Eun Kang ra ngồi trên xe nói chuyện. Thấy con dao nhỏ sau xe, Eun Kang thắc mắc nhưng ba ra chỉ nói rằng mình mang đi để gọt táo. Nhưng Eun Kang biết rằng cô ấy ăn táo không cần gọt vỏ. Cô run run rót cà phê cho cô ba ra nhưng ba ra lại muốn cô uống. Eun Kang vẫn hơi do dự vì sợ ba ra bỏ thuốc trong đó. Cũng trong tối đó, ông Park đến tìm bố Eun Kang. Ông đồng ý cho không 10 triệu won với điều kiện giúp mình đánh một người đàn ông. Bố Eun Kang sợ hãi chạy đi. Khi về nhà thấy em trai gọi điện cầu xin người ta giảm tiền bồi thường nên ông đã thay đổi quyết định. Tối đó ông Park gọi điện cho người chú hẹn địa điểm bảo anh đến đúng giờ. Ông dùng búa đánh người vừa bước vào đến bất động. Ông lấy điện thoại ra chụp ảnh mà không ngờ người mình đánh lại là em trai mình. Không ngờ vừa bước vào bên trong đã bị người anh trai đánh cho một trận. Sau khi băng bó vết thương về nhà, chỉ có Eun San nhận thấy sự khác thường của hai người họ. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì vợ cũ của người chú đã đến. Trông thấy bộ dạng của người chú, cô liền tiến đến hỏi thăm nhưng liền bị đẩy ra. Anh nghi ngờ cô ta chính là người đã thông đồng với ông Park. Chuyện 18 năm trước bị đánh cũng vì cô ta kể với ông Park. Bố Eun Kang nghe vậy liền đứng dậy đuổi cô ra khỏi nhà. Người em trai cũng khẳng định sau này mình sẽ sống với tình đầu. Người anh lại hốt hoảng sợ em trai mình sẽ có thể lại xảy ra chuyện nếu động đến nhà đó. Thấy em trai cố chấp muốn ở bên cạnh tình đầu, người anh liền tát thẳng mặt cậu. Bố Eun Kang liền tìm đến Jim A nói hết mọi chuyện về ông Park đã thuê người đánh em trai mình cũng chính là tình đầu của cô. Biết được sự thật, cô liền tìm đến người bố đối chất. Đúng lúc Nam Chun trở về cũng bị mẹ vợ trách mắng và đổ hết tội lỗi lên đầu anh. Nam Chun cũng không nhịn nữa muốn rời khỏi ngôi nhà này. Anh vì con cái mà đã nhịn nhúc suốt bao năm qua đến giờ cũng đã bộc phát ra hết. Nam Chun cảm thấy như được giải thoát liền lái xe chạy về nhà. Đứng trước cửa anh mới nhớ ra điều gì đó mà không dám gõ cửa. Cuối cùng anh ngủ quên trong xe. Sáng sớm hôm sau em gái đi làm về mới phát hiện anh ấy. Bên kia ông Park nhận được cuộc gọi. Đợi đến khi ông tới hiện trường mới phát hiện ra vụ đầu tư của bản thân đã thua lỗ. Ông đau đầu rơi nước mắt khi đứng trên bờ vực phá sản. Ông cũng vì điều này mà bất tỉnh. Lúc này Eun San đã hoàn thành mọi thủ tục để ra nước ngoài. Cô muốn nói lời tạm biệt với Nam Chun nhưng không liên lạc được. Cô liền liên lạc với đồng nghiệp. Ông chú đang ở quê mải mê làm việc, ngẩng đầu lên lại thấy Eun San bước đến. Cả hai cùng chạy về hướng đối phương thật nhanh. Trong tập 19, ở trên xe cô đã nghe bản tin bỏ thuốc ngủ và đồ uống, nên rất sợ hãi mà không uống cà phê của ba gia. Thấy Eun Kang do dự, ba gia liền giật lấy cốc cà phê uống hết. Hai người đến nhà hàng ba gia nhân lúc Eun Kang đi vệ sinh đổ bột trắng vào đồ ăn của cô Tiểu Tam. Eun Kang ngồi trong nhà vệ sinh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa hay cô lại chứng kiến cảnh này, sau khi ngồi xuống cô ta căng thẳng hỏi ba gia đó là gì. Ba gia lại bình tĩnh nói rằng đó là thứ có lợi cho sức khỏe. Eun Kang lại cho rằng đó là thuốc độc, không ngờ ba gia lại nói rằng đó là bột collagen. Cô liền lấy bột trắng đổ lên đồ ăn của mình rồi ăn bình thường. Eun Kang chột dạ, cứ cảm thấy lần này ba gia rủ mình đi du lịch không đơn giản. Thế là trong khách sạn, nhân lúc ba gia đi tắm, cô liền bí mật giấu con dao trong túi đi. Nhưng không ngờ lúc đi vệ sinh bị ngã, ba gia nghe thấy tiếng động liền chạy tới giải thích do mình làm đổ dầu chăm sóc da gia sản. Sau khi ba gia rời đi, Eun Kang tìm kiếm khắp nơi. Đầu tiên là xem có dấu camera không, sau đó lại mở mọi thứ ra và ngửi thử. Dáng vẻ cẩn thận này cứ như là ba gia sẽ hạ độc cô ta vậy. Buổi tối cả hai cùng nhau nói về chuyện cũ. Ba gia bỗng thay đổi chất vấn tại sao Eun Kang sao lại đối xử với mình như vậy. Mất đi một người như Eun Kang là điều đau đớn nhất với cô, nó còn khó chịu hơn việc chồng bỏ rơi. Eun Kang cũng cảm thấy rất hối hận vì những việc xảy ra gần đây. Ở bên cạnh ba gia, cô cứ thấp thỏm sợ hãi. Cô nói rằng bản thân có bị giết cũng chấp nhận. Nghe vậy ba gia liền mở túi sách ra không thấy dao đâu. Eun Kang lắp bắp nói rằng có thể đã rớt trên xe. Ba gia không quan tâm lắm liền rủ Eun Kang ra ngoài ngắm bình minh. Tuy nhiên khi Eun Kang cầm áo khoác lên, cô lại nhớ đến bản tin nghi phạm đẩy nạn nhân xuống biển.
Ba Gia nhận ra liền hỏi có phải sợ bị mình đẩy xuống biển không. Ưng Cang toát mồ hôi lạnh nhưng Ba Gia lại bật cười bảo cô biết bơi mà. Nơi bãi biển họ cùng nhau ngắm bình minh để lại vòng tay chính thức kết thúc tình bạn ở đây. Trở về, Ba Gia đến thẳng công ty luật, lệnh triệu tập của tòa án cũng được gửi đến nhà Ưng Cang và được người mẹ ký nhận. Sau đó Ba Gia giả vờ đi du học về bảo cha Won đưa con gái đến sân bay. Ưng Cang dọn dẹp nhà cửa cho đến khi định đi ra ngoài thì nghe thấy âm thanh chuẩn bị mở cửa. Thế là cô ta liền trốn vào phòng ngủ, sau khi Ba Gia vào nhìn đồ dọn dẹp bên cạnh. Cô bước vào phòng nhìn thấy tấm ga giường mới liền trêu chọc anh. Cô ôm anh trước sự chứng kiến của Ưng Cang trong góc tủ. Ba Gia kiện bạn thân ra tòa mặc kệ sự cầu xin của Ưng Cang. Vừa rồi Ưng Cang nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát bảo cô đến để điều tra vụ án trộm thiết kế của Ba Gia. Cô liền chạy đến bày ra vẻ mặt vô tội với Ba Gia. Khi cảnh sát tra hỏi, Ưng Cang đã nói mình chỉ lấy bản thảo Ba Gia vứt trong thùng rác chứ không ăn trộm. Ưng Cang cố chấp bao biện cho bản thân. Khi cảnh sát nói đã có chứng cứ, cô mới thừa nhận mình đã nhận 500.000 won. Vì bị người kia uy hiếp sẽ nói với Ba Gia nên bản thân mới đem bản nháp đến cho Seo Jun. Nghe vậy, cảnh sát liền nói Ưng Cang đã biết việc trộm thiết kế để bị sao chép mà vẫn làm nên bị kết luận là đồng phạm. Khi Ưng Cang nói họ là bạn liền bị Ba Gia phủ nhận nói đây chỉ là trợ lý của mình. Cô nói hết những chuyện Ưng Cang đã làm với mình, mong cảnh sát đưa Ưng Cang ra xét xử. Ưng Cang vẫn cứu vãn nói 500.000 won đó vì cần gấp cho mẹ phẫu thuật nên mới làm như vậy. Cô cố gắng biện minh là bản thân bị uy hiếp. Ba Gia không mảy may quan tâm và nói cô đừng nghĩ đến cha Won nữa. Sau khi về nhà, mẹ liền đưa tài liệu nhận được cho Ưng Cang. Mở ra xem, bên trong là đơn kiện mà Ba Gia khởi tố mình. Cô ta cầm tài liệu và tìm đến văn phòng Ba Gia. Ba Gia nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Ưng Cang thì rất thích thú. Cô kể hết tội trạng của Ưng Cang và nói tình bạn của họ đã kết thúc trong chuyến du lịch, số tiền bồi thường là 3 triệu won. Bởi vì Ba Gia biết Ưng Cang không có khả năng trả nợ và đây là số tiền để ghi lại dấu ấn của cô. Nhìn thấy bộ dạng của Ưng Cang, Ba Gia cười lạnh. Cô chưa bao giờ thấy nhà nào kinh tởm như Ưng Cang. Trước đó sắp xếp gia đình mình đến công ty cũng như nhà ông Park làm việc như những ký sinh trùng. Đến bây giờ Ưng Cang vẫn cố giải thích vì cần tiền nên mới làm vậy. Dù cô ta có tỏ ra đáng thương đi nữa, Ba Gia vẫn muốn từ từ giày vò cô đến chết. Và câu kết là hẹn gặp Ưng Cang ở tòa. Ít ngày sau, Ưng San mở máy tính tra tư liệu thì phát hiện đơn kiện tụng của chị gái. Ưng Cang không thể giấu được nữa, cô bật khóc nức nở nên Ưng San liền an ủi rồi sau đó đến tìm cha Won. Cha Won nghe Ưng San kể về chuyện kiện tụng liền tìm đến Tae Ji, bạn trai cũ của Ưng Cang. Qua lời của Tae Ji, anh biết được Ưng Cang là loại phụ nữ tàn độc nói dối không chớp mắt. Anh còn kể về ngôi nhà chật hẹp rột nát của Ưng Cang. Phía bên Ưng San gọi điện cho chị nói trước đây đã từng tham khảo ý kiến của bạn ở văn phòng luật. Anh ta nói nhất định đừng ra tòa mà nên giải quyết riêng. Tối đó Ưng Cang chạy đến bờ sông cầu nghi ến với thần linh giúp cô thuận lợi làm giáo viên. Sau đó cô liền chạy đến văn phòng của Ba Gia nói mình đã giao tất cả thông tin cho cảnh sát. Hai ngày nữa sự thật sẽ rõ ràng, tối nay cô đến đây muốn gặp riêng để giải quyết chuyện này. Ba Gia thừa nhận mình kiện vì muốn vết nhơ này đi theo Ưng Cang suốt đời, như vậy cô mới mãn nguyện. Ưng Cang quỳ xuống nguyện từ bỏ tất cả để được cô tha thứ. Nếu như bản thân vào tù thì cả gia đình sẽ sụp đổ. Cô hứa sẽ biến mất mãi mãi nếu được tha thứ. Ba Gia nghe những lời này không hề cảm động, mặc kệ con bạn vô liêm sỉ giả mồm. Hai người không hề phát hiện cha Won cũng đã đến đây và chứng kiến tất cả. Ngày hôm sau anh đến tìm Ba Gia còn đích thân xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc. Cô còn tưởng não chồng đã được khai sáng, nhưng khi nghe chồng cũ muốn cô rút đơn kiện, Ưng Cang Ba Gia liền tức giận. Bởi vì đoạn video ở quán cà phê lần trước đã bùng nổ trên mạng xã hội, Ưng Cang cũng đã làm trâu làm ngựa cho Ba Gia nên muốn cô rút đơn kiện. Khi Ba Gia định rời đi, cha Won tiếp tục kéo cô lại giải thích mọi chuyện thay Ưng Cang. Chuyện này khiến Ba Gia càng thêm tức giận. Sáng sớm hôm sau, Ba Gia xông vào nhà bố chồng kêu tất cả họ đi theo mình. Cả nhà rất nhanh đã đến nhà Ưng Cang, ông Park cũng phát hiện gia đình họ đều là những người làm trong gia đình mình. Ưng San và Nam Chun mặc kệ tất cả để chạy đến ôm nhau. Cô biết anh đã rời khỏi nhà vợ, cô cũng sắp phải ra nước ngoài làm thiện nguyện. Vì biết bản thân không thể đem lại hạnh phúc cho Ưng San nên anh chẳng thể mở miệng giữ cô lại. Cô không muốn Nam Chun thấy bộ dạng đau lòng của mình liền chạy đi không chút lưu luyến. Nam Chun lập tức hối hận chạy theo nhưng đã muộn. Ngay lúc này anh lại nhận được cuộc gọi của gia đình. Nam Chun biết tin ông Park bị lừa, anh lập tức bôn ba khắp nơi tìm cách giải quyết vấn đề. Thậm chí anh còn lợi dụng mối quan hệ với bạn học trước kia tìm được người bạn làm luật sư, nhưng lại bị anh ta sỉ nhục một trận. Jim à ở trong nhà liên tục trách mắng người bố với mẹ và nói mình muốn đi tìm tình đầu. Lúc này ông Park đi ra chất vấn con gái. Lúc này cấp dưới chen ngang nói với ông Park chuyện Nam Chun đã tìm ra người lừa đảo. Hóa ra Nam Chun cầu cứu không thành liền túc trực nơi ở của bọn lừa đảo và thành công bắt chúng đến đồn cảnh sát. Ông Park biết tin liền chạy đến, nhìn thấy người con rể mình đuổi đi lại là người giúp mình. Jim A vẫn cứng đầu đứng đợi Dae Geun. Thấy vậy Dae Geun qua điện thoại đã nói rõ sẽ kết thúc tình cảm của họ tại đây. Cô thất thần trở về nhà nhìn tờ đơn ly hôn chồng để trên bàn. Ngồi nghĩ một hồi cô vứt hết váy ngắn đi và nói rõ mọi chuyện với hai đứa con. Sau đó cô dẫn hai con về nhà ở quê của Nam Chun. Khi ông Park thấy Nam Chun trở về liền xúc động hối lỗi, chỉ tiến đến ôm chặt anh. Gia đình cũng buông bỏ quá khứ bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc. Nam Chun cũng quay lại công ty chính thức làm chủ tịch. Rất nhanh một năm đã trôi qua. Mỗi lần Nam Chun về nhà mọi người đều xếp hàng nghênh đón rất hạnh phúc. Hôm đó con trên Am Chun đạp xe không kịp phanh nên bị ngã. Người bước xuống xe vừa hay lại chính là tình đầu của mẹ.
Để chắc chắn cậu bé không sao, anh liền xin số điện thoại của mẹ cậu bé. Khi cúi nhìn số điện thoại quen thuộc, anh lại đứng lặng người, quay trở lại thời điểm ra đưa cả nhà chồng cũ đến nhà bạn thân để họ hoàn toàn nhìn rõ họ có bộ mặt như thế nào. Vừa bước vào đã phát hiện mẹ Ưng Cang là cô giúp việc cũ, bố Ưng Cang là tài xế họ thường xuyên gọi. Sau khi biết hai người là vợ chồng, ông Park liền hỏi ba ra đưa họ đến đây làm gì. Lúc này Ưng Cang đi từ nhà vệ sinh ra, Dae-geun cũng bị bại lộ. Khi mấy người vẫn đang kinh ngạc thất thần thì Ưng lại cầm bữa sáng đi về. Cả hai gia đình lúc này thật là oan gia ngõ hẹp. Ba gia chứng kiến cảnh này trong lòng sảng khoái biết bao. Sau khi về nhà, bố mẹ liền gọi cha Won về bắt anh chia tay Ưng Cang. Anh vẫn cố chấp bên Ưng Cang và thể hiện rõ mình đứng về phía Ưng Cang. Sau khi vừa rời khỏi nhà, anh liền chạy đến chất vấn ba gia. Anh không hiểu tại sao cô lại có thể trở nên tàn nhẫn như vậy, chỉ trong một đêm mà phải dồn Ưng Cang đến đường cùng. Ba gia lập tức phản bác vì Ưng Cang cũng đã hại cô rất thê thảm. Cha Won tỏ ra thất vọng về ba gia rồi rời đi. Tối đó cha Won đi theo định vị đến nhà Ưng Cang. Lúc mở cửa, anh nghĩ đến những lời nói xấu Tê Di, anh lại cẩn thận đẩy cửa. Sau khi vào trong, anh lập tức bày tỏ mình là người đã hứa bên Ưng Cang trọn đời. Thế nhưng Ưng Cang thấy anh xuất hiện lại có chút tức giận. Ưng Cang lập tức kéo anh ra bờ sông kêu anh đừng quản chuyện này. Bây giờ cô đã mất hết thể hiện trước mặt mọi người nên cô quyết định kết thúc mối quan hệ này. Cô cũng xin lỗi vì đã làm cha Won rung động. Cha Won không chấp nhận liền ôm cô vào lòng nói mình tuyệt đối sẽ không rời bỏ cô. Không ngờ Ưng Cang lại trực tiếp đẩy anh ra muốn anh thu lại sự đồng cảm đáng thương ấy. Mặc dù câu nói rất đau lòng nhưng cha Won lại muốn cùng cô cao chạy xa bay. Ưng Cang nghe vậy lại khóc lóc trách móc anh rồi chạy đi. Cũng vào sáng sớm hôm đó, mẹ ba gia đã đi đến trường Ưng Cang sắp làm việc. Bà kéo một giải băng rôn màu vàng. Trở về nhà, bà liền khoe chiến tích với ba gia nói mình sẽ giúp con gái xử đứa tiểu tam kia không làm nổi giáo viên. Ba gia nghĩ đến bộ dạng thê thảm của gia đình Ưng Cang hôm nay, nhớ đến lời chồng nói cũng như những chuyện Ưng Cang đã giúp mình. Ưng Cang dù gì cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, thậm chí còn chăm sóc cả mẹ cô. Cuối cùng cô cũng không thể nằm yên nữa, vội chạy đi tìm cha Won. Qua lời của người chồng cũ, ba gia biết được trước khi cô phát hiện Ưng Cang đã muốn kết thúc mối quan hệ với cha Won. Ưng Cang cũng đã thay bộ đồ chỉnh chu cho buổi dạy đầu tiên. Ba gia từ nhà cha Won chạy đến trường tháo băng rôn ra. Thế nhưng người mẹ lúc này cũng chạy đến ngăn ba gia lại. Khi hai người đang giằng co thì Ưng Cang cũng đến. Cô vội vàng trốn vào trong góc và nghe thấy ba gia lại nói tốt về mình với mẹ. Ba gia cũng cảm thấy rất dằn vặt vì sự trả thù của mình. Nghe đến đây Ưng Cang cũng rơi nước mắt. Buổi sáng Ưng Cang đứng lên bục giảng như ước nguyện giảng buổi học đầu tiên. Buổi học kết thúc, cô cũng nộp đơn từ chức rồi đến tìm ba gia muốn cô nhìn thấy lần đầu tiên mình mặc đồ công sở. Sau đó hai người lại đến quán cà phê. Ưng Cang thừa nhận hết lỗi lầm của bản thân mà không bào chữa nữa. Cô cũng nói chuyện mình đã nghỉ việc. Ba gia cảm thấy rất tiếc vì đó là chức giáo viên mà cô bạn đã nỗ lực hơn nửa đời đời người. Bản thân mình cũng đã tốn rất nhiều thời gian để rút đơn kiện. Bản thân ba gia cũng rất hối hận về những hành động của mình. Cô không thể tưởng tượng nổi gia đình Ưng Cang lại khốn khó như vậy. Cả hai cuối cùng đã làm lành với nhau và Ưng Cang cũng chạy đến một nơi xa lạ để lại bức thư cho gia đình. Một năm sau, Ưng Cang trở thành cô giáo ở một nơi hẻo lánh, cũng nói địa chỉ cho em gái. Sau khi biết tin, Ưng San liền chạy đến và đã chuẩn bị cho chị món quà đặc biệt. Khi Ưng Cang quay đầu thì nhìn thấy cha Won làm tình nguyện viên chuyển vật tư đến. Bộ phim đến đây cũng đã hết rồi. Nếu thấy hay thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé.